Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 114. Diệp Huyên gật đầu, hai người rời đi. Lúc hai người trở lại vũ trụ ngũ duy, Khương Vũ của đạo giới cũng đã dẫn theo khoảng 60 cao thủ độn nhất cảnh đi tới vũ trụ ngũ duy. Thực lực của vũ trụ ngũ duy bây giờ đã không thua kém gì Tu Di Thần Quốc và vùng cực lạc, hơn nữa còn ngày càng có nhiều cao thủ độn nhất cảnh chạy tới vũ trụ ngũ duy. Vì ở vũ trụ ngũ duy có thể đạt tới độn nhất chân chính. Có thể nói, bây giờ Diệp Huyên đã không giấu giếm thực lực của vũ trụ ngũ duy, cũng không cần giấu giếm nữa, việc hắn muốn làm bây giờ là kêu gọi mọi người. Chiến đấu một mình không ổn, đánh hội đồng mới là quyết định đúng đắn. Điều đáng nói là cổ tự cũng phái người đến vũ trụ ngũ duy. Ngoài ra, Văn Chiêu Nhược của Lục Duy cũng dẫn cao thủ của Lục Duy đến vũ trụ ngũ duy. Đương nhiên người đến đều là những cao thủ hàng đầu. Có thể nói, bây giờ vũ trụ ngũ duy đã trở thành thánh địa trong lòng tất cả võ giả. Còn danh tiếng của Diệp Huyên ở chư thiên vạn giới cũng ngày càng vang dội, hơn nữa còn là danh tiếng tốt, vì hắn không độc chiếm đạo kinh. Nói theo cách của Diệp Huyên là, chỉ cần là người đến vũ trụ ngũ duy giúp đỡ ta thì đều là huynh đệ của ta, cùng chia sẻ đạo kinh. Cũng vì những lời này nên có vô số cao thủ độn nhất cảnh chạy tới vũ trụ ngũ duy. Bây giờ ai động vào Diệp Huyên, bọn họ sẽ liều mạng với người đó. Sau khi trở về vũ trụ ngũ duy, Diệp Huyên bắt đầu bế quan tu luyện vạn Phật bất diệt thể. Hắn cũng không đi nghiên cứu quyển đạo kinh kia, vì bây giờ hắn vẫn chưa thể chạm vào mệnh vận, nếu đi nghiên cứu nó thì chỉ sẽ tăng thêm phiền não mà thôi. Bây giờ hắn chỉ cần làm hai chuyện, tu luyện vạn Phật bất diệt thể, nâng cao võ học đạo kinh và kiếm đạo của mình. Bây giờ kiếm đạo của hắn đã đạt tới kiếm biến, hắn đã đi tới một con đường mới, mà tương lai của con đường này, hắn chỉ có thể tự tìm tòi. Lúc Diệp Huyên đang bế quan tu luyện, Diệp Chi Mệnh phụ trách truyền đạo chỉ điểm, đương nhiên không phải ai nàng ta cũng chỉ điểm, nàng ta chỉ hướng dẫn cho những người khá đáng tin cậy, dù sao Diệp Huyên cũng không muốn nuôi một đám người vô ơn. Đạo Tam Sinh cũng không rảnh rỗi, khoảng thời gian nàng cô bé cũng đang chỉ điểm những cao thủ kia. Lúc những cao thủ độn nhất cảnh này đi tới vũ trụ ngũ duy, đạo Tam Sinh vô cùng vui mừng. Những cao thủ độn nhất cảnh kia đều vô cùng cung kính với đạo Tam Sinh, lúc nhìn thấy cô bé, dù là Khương Vũ cũng rất kính trọng, đạo Tam Sinh này là tồn tại chỉ đứng sau Mộ Niệm Niệm thôi đấy. Dù bây giờ vũ trụ ngũ duy có thêm rất nhiều cao thủ, nhưng không hề mất trật tự chút nào, vì không một ai dám làm loạn cả. Nếu những cao thủ độn nhất cảnh này đánh nhau ở vũ trụ này sẽ làm tổn hại đến nó, vì vậy Diệp Huyên có ra lệnh, cao thủ độn nhất cảnh không được tùy tiện ra tay ở vũ trụ ngũ duy, càng không được làm tổn thương căn nguyên của vũ trụ ngũ duy. Điều đáng nói là trận pháp ngũ duy kia. Trận pháp ngũ duy của lão Lý đã trở nên đáng sợ hơn rồi. Vì bây giờ lão sử dụng năng lượng của cao thủ độn nhất cảnh để tăng cường cho trận pháp này. Ở một vùng đất hoang vu có hai người đang bước chậm. Hai người này chính là Nam Vô của vùng cực lạc và Nam Sở của Tu Di Thần Quốc. Không biết đã đi bao lâu, hai người đột nhiên dừng lại, mà lúc này, bầu trời trên đầu bọn họ đã tối xuống, xung quanh bọn họ cũng trở nên vô cùng âm u. Ở nơi cách hai người mấy trượng có một tấm bia đá, trên bia đá có mấy chữ to, người sống chớ đến gần. Người sống chớ đến gần. Âm phủ. Nam Sở nhìn tấm bia đá trước mặt, trên mặt nở một nụ cười. Lúc này, thân thể hai người đột nhiên bắt đầu thối rữa. Nam Sở cau mày, hắn ta vội vàng giơ tay đè xuống trước mặt, một lực lượng vô hình chèn ép về phía trước. Nam Vô cũng vội vàng chắp tay, một đoàn Phật quang bao trùm lấy gã. Nhưng vô dụng. Thân thể hai người vẫn đang thối rữa. Nam Sở vội vàng nhìn về phía âm phủ, đạo thạch đã xuất hiện, đang ở dương gian. Lúc này, một bóng mờ kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, trong tay bóng mờ kia còn cầm một sợi xích màu đỏ như máu. Cao thủ độn nhất cảnh. Còn là độn nhất cảnh chân chính. Nam Sở vội vàng nói, đạo thạch đã xuất hiện, đang ở dương gian. Hắn ta biết chỉ có đạo thạch và đạo kinh có thể đả động đến âm phủ mà thôi.
mà địa vị của đạo thạch này ở âm phủ còn trên cả đạo kinh nữa. Bóng mờ kia khàn giọng nói, Dương Gian. Nam Sở gật đầu, ừm. Bóng mờ lặng lẽ biến mất. Nam Sở cau mày nhìn về phía Nam Vô im lặng không nói một lời. Lúc này, không gian trước mặt hai người đột nhiên khẽ rung, sau đó, bóng mờ trước đó lại xuất hiện. Ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên xuất hiện. Thân thể người đàn ông trung niên rất mờ ảo, có thân thể, nhưng cũng rất kỳ lạ, vì hai người không cảm nhận được sự tồn tại của ông ta. Người đàn ông trung niên nhìn Nam Vô, Phật giới. Nam Vô chắp hai tay thi lễ, các hạ, sư tổ Bồ Tát Nam Tàng của ta có khỏe không? Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, Bồ Tát Nam Tàng rất khỏe. Nói xong, ông ta nhìn về phía Nam Sở, đạo thạch ở Dương Gian sao? Nam Sở gật đầu, đúng thế, ta tận mắt nhìn thấy, bây giờ nàng còn ở bên cạnh một thiếu niên. Người đàn ông trung niên híp mắt lại, nàng có nhận thiếu niên kia làm chủ không? Nam Sở ngẫm nghĩ, sau đó nói, không biết, nhưng nàng và thiếu niên kia rất thân thiết, quan hệ của hai người không đơn giản chút nào. Người đàn ông trung niên cau mày. Một lát sau, ông ta lại nói, hai người các ngươi đến đây là vì báo cho chúng ta chuyện này à? Nam Sở lại nói, không chỉ có đạo thạch mà đạo kinh cũng đã xuất hiện. Đạo kinh. Người đàn ông trung niên nhìn Nam Sở, cũng ở trong tay thiếu niên đó ư. Nam Sở gật đầu, đúng thế. Người đàn ông trung niên im lặng một lát rồi nói, hai người các ngươi có thể lấy đạo thạch và đạo kinh tới cho chúng ta không? Nam Sở lắc đầu, bên cạnh thiếu niên kia có một cô gái, thực lực của người này đã đạt tới chứng đạo, hai người chúng ta không thể đấu lại được. Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói, xem ra chúng ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến thôi. Nam Sở nhìn thân thể vẫn còn đang thối giữa của mình. Hắn ta định nói chuyện thì người đàn ông trung niên cất lời, hai người các ngươi đã bước vào địa bàn của âm phủ, không thể chịu đựng được âm khí của nơi này, lùi về sau trăm trượng. Hai người vội vàng lùi xa trăm trượng, sau khi lùi lại, thân thể của hai người cũng không còn thối rữa nữa. Lúc này hai người mới phát hiện, trước mặt bọn họ có một đường đỏ. Đây chính là đạo giới giữa âm phủ và dương gian. Âm phủ không thể qua, dương gian không thể tới. Lúc này, người đàn ông trung niên và bóng mờ kia đã biến mất. Nam Sở nhẹ giọng nói, xem ra bọn họ phải nghĩ cách phá vỡ đạo giới này rồi. Hắn ta vừa dứt lời, đường dây đỏ như máu trước mặt hai người bắt đầu rung lên, sau đó, xung quanh đất rung núi chuyển, không gian nứt ra, lúc này, sắc mặt hai người thay đổi, vì thân thể của bọn họ lại bắt đầu thối rữa. Hai người vội vàng lùi lại. Xung quanh bọn họ có một bóng mờ bắt đầu lan tràn, ăn mòn thiên địa. Lúc này, thiên địa tối tăm, thế giới mấy triệu dặm xung quanh bắt đầu bị ăn mòn, âm khí vô cùng vô tận bao phủ. Cách đó không xa, đường dây đỏ đột nhiên rung động kịch liệt, một tia sáng đỏ bay lên cao, trong nháy mắt, những âm khí kia đều biến mất. Cũng lúc đó, bóng mờ trong thiên địa cũng liên tục lùi dần, chẳng mấy chốc đã lùi về địa giới của âm phủ. Lúc này, có bốn người xuất hiện trước mặt hai người Nam Sở. Người dẫn đầu chính là người đàn ông trung niên trước đó, bên cạnh ông ta còn có ba người khác. Ba người này đều là cao thủ độn nhất cảnh chân chính. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn đạo giới, nhẹ giọng nói, đạo giới này quá lợi hại, nếu không nhờ âm ti vương ra tay thì có lẽ không ra ngoài được. Nam Sở trầm giọng nói, các hạ, bên cạnh thiếu niên kia có một cao thủ chứng đạo cảnh. Theo hắn ta thấy, âm phủ phái ra bốn người e rằng không đủ. Người đàn ông trung niên nhìn Nam Sở, không sao, đi trước dẫn đường. Nam Sở hơi do dự, sau đó gật đầu. Cứ thế, mấy người biến mất ở cuối chân trời. Một canh giờ sau. Vũ trụ ngũ duy. Đạo tam sinh đang truyền đạo đột nhiên ngẩng đầu. Một khắc sau, cô bé biến mất, chạy thẳng tới phòng của Diệp Huyên. Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Diệp Huyên, cất lời, bọn họ đến rồi. Diệp Huyên hít mắt, âm phủ sao? Đạo tam sinh gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên nói, đi thôi. Nói xong, hắn dẫn đạo tam sinh rời khỏi phòng. Trong một căn phòng khác, Diệp Chi Mệnh buông cổ tịch trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn lên,
nhẹ giọng nói, nhanh thế sao? Trong tinh không, người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn xuống. Ta cảm nhận được nàng rồi, trong giọng nói của ông ta còn mang theo sự hưng phấn. Lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên ngẩng đầu, thấy một cô gái đang nhìn mình ở tinh không xa xôi. Người đàn ông trung niên cười khẽ, quả nhiên là chứng đạo cảnh, thú vị đấy. Dứt lời, ông ta mở lòng bàn tay, một sợi dây xích màu đen đột nhiên bay ra, sau đó dừng lại trước mặt một người đàn ông bên cạnh ông ta, A Đồng, lát nữa dùng thứ này trói đạo thạch kia lại, ta đi gặp cô gái này. Đúng rồi, phải lấy được cả đạo kinh kia nữa. Nói xong, ông ta lập tức biến mất. Lúc này, Diệp Huyên và Đạo Tam Sinh đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy người A Đồng. Nam Sở nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Nam Vô chắp hai tay, khép hờ mắt, không biết đang nghĩ gì. A Đồng kia không thèm để tâm đến Diệp Huyên, gã ta nhìn về phía Đạo Tam Sinh, ngươi tự động trở về với ta, hay để ta ép ngươi trở về. Vẻ mặt Đạo Tam Sinh không chút cảm xúc, cô bé nhìn sợi dây xích màu đen kia với ánh mắt nặng nề. Diệp Huyên hỏi, đó là cái gì? Đạo Tam Sinh trầm giọng nói, bảo vật của âm phủ, tỏa hồn liên, trên đó có quy tắc đại đạo của người đứng đầu âm phủ, dù là cao thủ chứng đạo cảnh bị trói lại cũng khó mà tránh thoát. Nói đến đây, cô bé im lặng một lát rồi tiếp tục, trên đó còn có con dấu của ta không thể chống lại tỏa hồn liên này. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu. Thứ này là khắc tinh của đạo Tam Sinh. Lần này âm phủ đến có chuẩn bị. Lúc này, A Đồng kia cất lời, xem ra là muốn ta trói ngươi về rồi. Dứt lời, gã ta đang muốn ra tay, nhưng chợt nhớ tới điều gì đó, gã ta đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, nghe nói trên người ngươi có đạo kinh. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. A Đồng xòe tay, mang đến đây. Nghe thấy giọng điệu hùng hồn của đối phương, Diệp Huyên cũng không tức giận. Mà còn cười nói, tại sao ta phải đưa nó cho ngươi? A Đồng cười khẽ, ta bảo ngươi đưa nó là xem trọng ngươi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Diệp Huyên cười ha ha. Khi tiếng cười vang lên, hắn đã biến mất ngay tại chỗ, vào khoảnh khắc hắn biến mất, sắc mặt hai người Nam Sở và Nam Vô đều thay đổi. Đột nhất chân chính. Lúc này, trong mắt hai người đầy vẻ khó tin. Vì bọn họ không ngờ Diệp Huyên đã đạt tới độn nhất chân chính. Vào lúc Diệp Huyên biến mất, A Đồng cũng hơi híp mắt lại. Sở dĩ gã ta thấy kinh ngạc là vì khi nãy gã ta không cảm nhận được cảnh giới của Diệp Huyên, trước đó Nam Sở còn nói với gã ta là Diệp Huyên nhiều nhất chỉ là ngụy độn nhất mà thôi. Ngụy độn nhất và độn nhất chân chính khác nhau một trời một vực đấy. Hơn nữa gã ta còn quên một điều rằng Diệp Huyên là kiếm tu. Hơn nữa còn là kiếm tu đã đạt tới kiếm biến, xét từ một mức độ nào đó, thật ra kiếm biến tương đương với chứng đạo. Khinh địch rồi. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên ra tay, trong đầu A Đồng xuất hiện suy nghĩ này, gã ta muốn phản kháng nhưng đã không kịp nữa, vì gã ta đã mất đi tiên cơ, còn không có đề phòng, quan trọng nhất là gã ta không ngờ Diệp Huyên lại ra tay nhanh như thế. Chẳng lẽ không nên có màn dạo đầu à? Phập. Dưới ánh nhìn của mọi người, kiếm của Diệp Huyên đâm xuyên qua giữa chân mày của A Đồng một cách vô cùng chính xác. Một kiếm lấy mạng. A Đồng đờ đẫn nhìn Diệp Huyên, lúc này gã ta mới phát hiện không phải là mình khinh địch, mà là vô cùng khinh địch. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, giết ngươi, chính là vinh hạnh của ngươi. Nói xong, hắn im lặng một lát rồi mới nói tiếp, mạo muội hỏi một câu, bây giờ ngươi có cảm giác gì? Giết người không đủ, còn muốn chu tâm. A Đồng nhìn Diệp Huyên, không nói gì, thân thể gã ta ngày càng trở nên hư ảo. Diệp Huyên cười nói, ta vốn định trò chuyện với các ngươi thêm mấy câu, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo của ngươi thật sự rất đáng ghét, không giết ngươi, ta sẽ thấy có lỗi với chính mình. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay ra, tỏa hồn liên vẫn chưa phát huy tác dụng trong tay A Đồng bay thẳng vào tay hắn. Diệp Huyên quan sát tỏa hồn liên, sau đó cười nói, các hạ cũng thật là, đến thì đến thôi, còn cứ muốn tặng một món quà lớn như thế, ngươi khiến ta thấy ngại quá. A Đồng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi cho rằng mình thắng rồi sao? Diệp Huyên cười đáp, ta có thể thắng hay không ta không biết, ta chỉ biết là ngươi chết rồi.
Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm chấn hồn đâm thẳng vào người A Đồng. Ầm. Trong nháy mắt, linh hồn của A Đồng lập tức bị hấp thu. Lúc này, Nam Sở đột nhiên xoay người bỏ chạy. Bọn họ đánh giá thấp Diệp Huyên rồi. Bọn họ hoàn toàn không thể chống lại Diệp Huyên lúc này được. Nhưng Nam Sở chợt dừng lại, một cô gái chặn trước mặt hắn ta, chính là A-La. Diệp Huyên ở phía xa cất lời, A-La, đừng giết hắn, để lại một người sống, có tác dụng với ta. A-La gật đầu, sau đó rút kiếm lao về phía Nam Sở. Bên kia, Diệp Huyên nhìn về phía Nam Vô của vùng cực lạc, Nam Vô chắp hai tay, Diệp công tử, lão tăng chỉ đi ngang qua thôi, thật đấy. Diệp Huyên cười nói, lão sư yên tâm, Phật ta từ bi, ta không giết ông. Nam Vô lập tức thở phào nhẹ nhõm, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng giữa chân mày gã. Phụt! Máu tươi bắn tung tóe. Nam Vô nhìn Diệp Huyên, trong mắt đầy vẻ khó tin, Diệp công tử, không phải ngươi nói không giết ta sao? Diệp Huyên cười khẽ thấy ông đùa vui nên ta cũng muốn đùa theo. Nam Vô! Diệp Huyên chắp ngón tay chỉ về phía trước, kiếm chấn hồn bay vào người Nam Vô, trong nháy mắt, linh hồn của Nam Vô lập tức bị hấp thu. Thần hồn bị tiêu diệt. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm chấn hồn bay vào tay hắn, kiếm hơi rung lên, dường như rất hưng phấn. Diệp Huyên nhìn hai cường giả của âm phủ còn lại ở cách đó không xa, lúc này, nét mặt hai người vô cùng đề phòng. Diệp Huyên đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu. Xoẹt. Một tia kiếm quang xẹt qua. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên biến mất, hai cường giả của âm phủ cũng biến mất theo. Một chọi hai. Hai bên vừa mới giao thủ, Diệp Huyên đã áp đảo cả hai cường giả. Kiếm tu. Dưới tình huống bình thường, nếu hai bên cùng cảnh giới, kiếm tu sẽ mạnh hơn người bình thường rất nhiều, mà Diệp Huyên còn không phải là kiếm tu bình thường. Kiếm quang bắn khắp nơi. Hai cường giả âm phủ bị những kiếm quang này làm cho liên tục lùi về sau. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, hắn mặc cho một cường giả âm phủ đánh một quyền lên người mình, trong cú đấm đó ẩn chứa tử khí và âm khí vô cùng kinh khủng, ngoài ra còn có một chút lực lượng kỳ lạ. Thấy Diệp Huyên đột nhiên không phòng ngự nữa, cường giả âm phủ kia lập tức ngây người, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, nhưng lúc này hắn ta đã không còn đường lui nữa. Lúc cường giả âm phủ kia đánh một quyền lên ngực của Diệp Huyên, kiếm của Diệp Huyên cũng cắt ngang qua cổ họng của cường giả âm phủ. Diệp Huyên lùi lại mười mấy trượng, đầu của cường giả âm phủ kia lập tức rơi xuống, máu tươi như suối bắn ra từ cổ của hắn ta, cực kỳ đẫm máu. Bây giờ, Diệp Huyên đã không sử dụng mấy động tác màu mè kia nữa. Chiêu nào thực tế nhất thì sử dụng chiêu đó. Giết người mới là mục đích cuối cùng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn xuống, những tử khí và âm khí trước ngực đã bị thân thể hắn hấp thu. Có thể hấp thu. Diệp Huyên hơi nhếch môi, xem ra bất tử chi thân của mình vẫn có hiệu quả với cường giả của âm phủ. Sao có thể được? Tên cường giả còn lại ở cách đó không xa nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ khó tin. Diệp Huyên vừa đỡ một quyền của cường giả độn nhất cảnh, nhưng hắn không bị làm sao cả. Thân thể. Cường giả âm phủ kia nhìn Diệp Huyên, đang muốn nói chuyện thì Diệp Huyên lại biến mất. Cường giả kia trợn mắt, gã giơ tay phải đánh một chưởng về phía trước, trong nháy mắt, không gian mấy chưởng trước mặt gã lập tức biến thành một vùng đất tĩnh lặng, trong vùng đất tĩnh lặng này chứa đựng tử khí và âm khí vô cùng vô tận. Nhưng Diệp Huyên vẫn xông thẳng vào vùng đất tĩnh lặng kia, những tử khí và âm khí đó cũng không ngăn cản được bước chân của hắn. Ngược lại nó còn bị hắn hấp thụ. Ngay sau đó, một thanh kiếm xẹt qua cổ họng của cường giả âm phủ. Xoẹt. Đầu của cường giả âm phủ kia lập tức bị chém đứt, mà gần như cùng lúc đó, kiếm chấn hồn của Diệp Huyên cắm vào cổ của cường giả đó. Thần hồn bị tiêu diệt. Diệp Huyên xoay người đi tới trước mặt đạo Tam Sinh, hắn đưa sợi dây xích cho cô bé, cái này cho ngươi. Đạo Tam Sinh nhìn Diệp Huyên, dùng cái này có thể trói được ta. Diệp Huyên cười đáp, ta biết. Đạo Tam Sinh nhíu mày, hơi khó hiểu, vậy mà ngươi còn đưa cho ta.
Diệp Huyên liếc Đạo Tam Sinh, ngươi là quân sư của ta, cũng là bạn của ta, ta trói ngươi lại làm gì? Đạo Tam Sinh nhìn Diệp Huyên, ngươi xem ta là bạn ư? Diệp Huyên cười nói, đúng thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đạo Tam Sinh im lặng. Cô bé thật sự rất ít bạn, không đúng, ngoài người kia ở âm phủ, cô bé không còn người bạn nào nữa cả. Diệp Huyên cười hỏi, chưa từng làm bạn với nhân loại à? Đạo Tam Sinh gật đầu. Diệp Huyên cười ha ha, vậy ngươi có thể thử xem. Đạo Tam Sinh gật đầu, được. Diệp Huyên lại nói, khi nãy người nói mình để con dấu ở bên trong, bây giờ ta đưa nó cho ngươi, ngươi tự giải quyết đi. Nói xong, hắn đặt xích sắt vào tay Đạo Tam Sinh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong mắt hắn lộ vẻ lo lắng. Người đàn ông trung niên đó là chứng đạo cảnh. Niệm tỷ có thể đối phó với ông ta không? Diệp Huyên thấy hơi không yên lòng, hắn biến thành một tia kiếm quang rồi biến mất. Thấy thế, Đạo Tam Sinh vội vàng đuổi theo. Trong tinh không, Mộ Niệm Niệm tùy tiện ngồi trên một cái ghế gỗ, trước mặt nàng ta là một đống lửa. Nướng cá trên tinh không. Thật ra cảnh tượng này hơi kỳ lạ. Đối diện Mộ Niệm Niệm là người đàn ông trung niên của âm phủ kia. Ông ta nhìn Mộ Niệm Niệm, cười nói, ngươi chính là cường giả chứng đạo cảnh kia. Mộ Niệm Niệm nhìn người đàn ông, cười đáp, âm phủ chỉ phái ngươi đến thôi sao? Người đàn ông trung niên hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đủ à? Nói xong, ông ta nhìn xung quanh rồi cười khẽ, nói thật, dương gian bây giờ rất yếu. Mộ Niệm Niệm bật cười, đúng là rất yếu. Nói thật, ta không muốn đối đầu với các ngươi lắm. Đối đầu. Người đàn ông lắc đầu, sửa lại lời ngươi một chút, ngươi không có tư cách đối đầu với âm phủ của ta. Kiểu như ngươi có thể xưng vương xưng bá ở dương gian, nhưng nếu ở trong âm phủ thì lại vô cùng nhỏ bé. Có lẽ lời nói hơi xúc phạm, nhưng sự thật chính là như thế. Mộ Niệm Niệm chớp mắt, ta yếu như thế sao? Trên mặt người đàn ông trung niên hiện lên ý cười, cười rất ung dung, không phải ngươi yếu, mà là chúng ta quá mạnh. Mộ Niệm Niệm giơ ngón tay cái, ngươi đúng là phách lối. Người đàn ông trung niên đáp lời, nhưng ngươi không làm gì được ta cả. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, thật ra nếu ta là ngươi, ta sẽ phái người đi điều tra về Diệp Huyên và ta, điều tra ngọn nguồn tất cả mọi chuyện, nhưng ngươi lại không làm thế. Tại sao? Tại vì ngươi rất tự tin, ở trong lòng ngươi, ngươi cảm thấy âm phủ mạnh hơn dương gian, cho nên khi tới đây, trong lòng ngươi có cảm giác hơn người. Ngươi biết không, loài người có một câu là kẻ thù lớn nhất là mình. Ta cảm thấy những lời này rất có lý, rất nhiều người chết không phải vì hắn phải chết, mà là hắn tự tìm đường chết. Người đàn ông trung niên cười nói, đến đây, ra tay đi, để ta hối hận xem nào. Mộ Niệm Niệm cười khẽ. Nàng ta nhẹ nhàng rút ra một cọng xương từ trong con cá nướng, một khắc sau, cọng xương cá kia lập tức biến thành một tia kiếm quang biến mất. Kiếm quang im hơi lặng tiếng, tựa như một luồng khói xanh. Mà trong khoảnh khắc này, nụ cười trên mặt người đàn ông trung niên chợt cứng đờ. Chiêu kiếm này. Rất nhiều suy nghĩ chạy qua trong đầu người đàn ông trung niên, ông ta biết mình khinh địch rồi. Khinh địch làm mất đi tiên cơ. Nhưng ông ta là cường giả chứng đạo cảnh, cho dù khinh địch cũng không đến mức mất mạng. Ông ta chậm rãi nâng tay phải lên, sau đó giơ ngón tay chỉ lên kiếm quang kia. Không có một chút dao động lực lượng nào. Đây là một trận chiến không tiếng động. Nhưng chẳng mấy chốc đã phân định được thắng bại. Kiếm quang kia xuyên thủng ngón tay của người đàn ông trung niên, sau đó theo cánh tay chảy vào trong người ông ta. Thân thể người đàn ông trung niên khựng lại. Ông ta ngây người nhìn Mộ Niệm Niệm phía xa, sao có thể? Ngươi không thể giết chết ta được, ta đã dung hợp với đại đạo rồi. Mộ Niệm Niệm liếc người đàn ông trung niên, nếu dung hợp với đại đạo là sẽ vô địch thì còn cần phá đạo làm gì? Người đàn ông trung niên trợn mắt, run rẩy nói, ngươi đạt tới phá đạo rồi ư? Mộ Niệm Niệm chớp mắt, ngươi đoán xem. Nét mặt người đàn ông trung niên chợt trở nên dữ tợn, không? Không thể nào. Mộ Niệm Niệm khẽ thở dài,
dáng vẻ này của ngươi làm ta nghĩ đến một người. Người đàn ông nhìn chằm chằm Mộ Niệm Niệm, ai? Mộ Niệm Niệm cười nói, một người phụ nữ chưa bao giờ thay quần áo, trước đây khi ta gặp nàng, ta cũng khiếp sợ giống ngươi vậy, cảm thấy chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Trời à, trên đời này sao có thể có một nữ nhanh mạnh hơn Mộ Niệm Niệm ta chứ? Hơn nữa kiếm đạo của đối phương cũng mạnh hơn ta, điều này thật sự quá bi kịch. Trời sinh nàng ta, tại sao còn sinh Mộ Niệm Niệm ta? Đây chẳng phải là để khiến ta khó chịu ư, nhưng ta đỡ hơn ngươi, ta chấp nhận rất nhanh. Chuyện mình không làm được, tại sao lại nghĩ người khác không làm được? Người đàn ông trung niên từ từ nhắm mắt lại, còn có người mạnh hơn các hạ sao? Các hạ? Thay đổi xưng hô rồi. Không biết Mộ Niệm Niệm lấy đâu ra một con cá tiếp tục nướng, biết trước đây vì sao ta không chết không? Vì ta thông minh hơn ngươi, ta không kiêu ngạo. Không cảm thấy mình xuất sắc hơn người khác, không mang cảm giác hơn người vô nghĩa kia. Nói xong, nàng ta nhìn người đàn ông, hơi nhếch môi, sự khiêm tốn và nhún nhường của ta đã cứu ta vẫn cảm thấy làm ngươi nên khiêm tốn một chút, nhún nhường một chút, có lẽ điều này sẽ không mang đến lợi ích cho ngươi, nhưng ít ra sẽ không hại ngươi. Nói đến đây, nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên và Đạo Tam Sinh vừa chạy đến, những lời này là nói cho hai người các ngươi nghe. Diệp Huyên vội gật đầu, ta rất nhún nhường, rất khiêm tốn. Mộ Niệm Niệm bật cười, đồ xảo trá. Người đàn ông trung niên chợt cất lời, các hạ đã phá đạo, vì sao vẫn còn ở nơi này? Mộ Niệm Niệm nhìn ông ta chưa đạt tới phá đạo. Người đàn ông híp mắt, tuyệt đối không có khả năng, nếu ngươi chưa phá đạo, ngươi hoàn toàn không thể chém chết ta bằng một kiếm. Mộ Niệm Niệm cười. Ta chưa đạt tới phá đạo, nhưng ta có năng lực phá đạo. Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, trong lòng vô cùng khiếp sợ, trời ạ, Niệm tỷ này đáng sợ quá. Người đàn ông trung niên nhìn Mộ Niệm Niệm với ánh mắt phức tạp, lúc này tâm trạng của ông ta cũng rất phức tạp. Trong mắt ông ta, có lẽ dương gian này có rất ít người giết chết được mình. Nhưng ông ta không ngờ mình lại vừa khéo gặp phải. Hơn nữa còn là một người mạnh như thế. Người đàn ông trung niên mở lòng bàn tay ra, không gian trước mặt ông ta chợt rung lên, ông ta muốn truyền tin này về cho âm phủ, nhưng tin tức của ông ta vừa mới xuất hiện đã lập tức biến mất. Mộ Niệm Niệm ở cách đó không xa cười nói, để ta tính xem, chắc chắn âm phủ vẫn sẽ phái người đến, nhưng bọn họ vẫn chưa biết ta mạnh như thế, cho nên rất có khả năng người bọn họ phái đến vẫn là chứng đạo cảnh, chỉ là chất lượng và số lượng chắc chắn có thay đổi. Ta nghĩ... Nói đến đây, nàng ta im lặng một lát rồi mới tiếp tục, nhiều nhất bọn họ sẽ phái ra ba cường giả chứng đạo cảnh, mà nếu chỉ có ba cường giả chứng đạo cảnh, ta vẫn có thể tiện tay giết chết. Cứ thế, chúng ta chẳng những có thêm chút thời gian còn có thể giết dần cường giả chứng đạo cảnh của âm phủ. Sau khi giết chết ba cường giả chứng đạo cảnh, có lẽ âm phủ sẽ chú trọng hơn, lúc này, bọn họ sẽ phái cường giả mạnh hơn đến, cường giả đó rất có thể là bán bộ phá đạo cảnh. Cũng chính là giới hạn của chứng đạo cảnh, mà người như thế vẫn không thể đánh thắng ta, nói cách khác, chúng ta lại có thêm chút thời gian, hơn nữa còn khiến âm phủ tổn thất cường giả mạnh. Dứt lời, nàng ta hỏi, mạo muội hỏi một câu, chắc âm phủ các ngươi cũng không có nhiều cường giả chứng đạo cảnh và bán bộ phá đạo cảnh mà ta đoán đúng không? Nếu nhiều quá thì ta phải giả vờ, để các ngươi cảm thấy ta mới chỉ là chứng đạo cảnh, hơn nữa ta còn đang bị thương. Làm thế. Các ngươi sẽ tiếp tục khinh địch, tiếp tục phái người đến dâng mạng cho ta. Người đàn ông trung niên nhìn Mộ Niệm Niệm như đang nhìn quái vật. Diệp Huyên ở bên cạnh cũng mang nét mặt kỳ lạ. Niệm tỷ thật sự quá nham hiểm. Nhưng ta thích. Lúc này, người đàn ông trung niên kia đã hoàn toàn biến mất, mà đến tận lúc chết ông ta vẫn không thể truyền tin tức này về. Một chứng đạo cảnh bỏ mình. Mộ Niệm Niệm cầm con cá nướng trước mặt lên ngửi, trên mặt nàng ta nở nụ cười say mê, thật thơm quá. Diệp Huyên vội vàng chạy đến trước mặt Mộ Niệm Niệm, nịnh nọt, Niệm tỷ vô địch thiên hạ. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, vô địch thiên hạ. Diệp Huyên vội vàng gật đầu, đúng vậy, ở trong lòng ta, Niệm tỷ vô địch thiên hạ. Mộ Niệm Niệm hơi nhếch môi, vậy cô gái váy trắng kia thì sao? Ở trong lòng ngươi. Ta và nàng ai lợi hại hơn?
Diệp Huyên nhếch miệng cười, Thanh Nhi vô địch trên trời, Niệm tỷ vô địch nhân gian. Hai người đều là vô địch. Mộ Niệm Niệm cười to, thật là đồ xảo trá. Diệp Huyên ngồi xuống trước mặt Mộ Niệm Niệm, hắn cũng lấy một con cá ra nướng, Niệm tỷ, có lẽ cô cũng biết chuyện xảy ra ở vũ trụ ngũ duy gần đây, cô có ý kiến gì không? Mộ Niệm Niệm cười nói, ý ngươi là chuyện ngươi triệu tập những cường giả độn nhất cảnh kia à? Diệp Huyên gật đầu. Mộ Niệm Niệm im lặng. Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, Niệm tỷ có ý kiến gì có thể nói? Mộ Niệm Niệm liếm cá nướng trong tay, sau đó nói, lòng người là thứ khó đoán nhất, cũng là thứ dễ thay đổi nhất. Bây giờ vì ngươi nên bọn họ đều rất thành thực, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ mãi mãi thành thực. Một khi ngươi không thể thỏa mãn yêu cầu của bọn họ sẽ lập tức thay đổi, ngươi hiểu ý ta chứ? Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Mộ Niệm Niệm cười nói, ngươi có thể lợi dụng đạo kinh thu hút những người này đến bên cạnh mình, điều này rất tốt. Năm đó nếu tiên tri cũng làm thế, có lẽ nhà họ Diệp của hắn sẽ không xảy ra chuyện như thế. Đương nhiên hắn thiếu một điều kiện trời cho, đó là không có ai bảo vệ hắn. Thực lực của hắn lúc đó không đủ để nói điều kiện với những người khác. Diệp Huyên im lặng. Hắn biết sở dĩ những người này đứng về phía mình là vì bọn họ không thể làm gì hắn. Mộ Niệm Niệm lại nói, nhưng cuối cùng hắn vẫn chết vì quá để ý đạo kinh. Diệp Huyên trầm giọng nói, Niệm tỷ, ta đã có được 4 quyển đạo kinh rồi. Cô có muốn xem thử không? Mộ Niệm Niệm lắc đầu, không hứng thú cho lắm. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Mộ Niệm Niệm cười không nói gì. Nhưng Diệp Huyên lại hiểu. Vì Mộ Niệm Niệm đã không cần nữa. Mộ Niệm Niệm đột nhiên nói, ta phải đến một nơi. Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, nàng ta đứng dậy vươn người, một nơi khá xa, làm một vài chuyện ta muốn làm, còn vũ trụ ngũ duy, ta tạm thời giao cho ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, tỷ sẽ quay lại chứ? Mộ Niệm Niệm gật đầu, sẽ, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không trở về. Tất cả mọi chuyện của vũ trụ ngũ duy sau này đều cần ngươi tự đối mặt, ngươi hiểu ý ta chứ? Diệp Huyên gật đầu, hiểu. Mộ Niệm Niệm vỗ nhẹ lên bả vai Diệp Huyên, là một kiếm tu, chỉ cần hiểu kiếm là được, còn muốn làm chủ một vũ trụ thì không thể chỉ hiểu kiếm. Âm phủ là kẻ thù mạnh nhất của ngươi bây giờ, nhưng không phải là kẻ thù duy nhất. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, cứ thế, dưới ánh nhìn của hắn, Mộ Niệm Niệm càng ngày càng xa. Lúc này, Đạo Tam Sinh ở bên cạnh chợt cất lời, nàng không nhúng tay vào nữa sao? Diệp Huyên cười, nàng có thể giúp ta một lúc, nhưng không thể giúp ta cả đời. Con đường tiếp theo, ta phải tự mình đi rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thật ra trước khi đến tìm Mộ Niệm Niệm, hắn muốn mình đánh một trận với cường giả chứng đạo cảnh kia. Với thực lực của hắn bây giờ, cường giả độn nhất cảnh bình thường không phải đối thủ của hắn, cho nên hắn muốn giao thủ với cường giả chứng đạo cảnh, xem thử giới hạn của mình là ở đâu. Điều hắn không ngờ là đợi đến khi tìm thấy Mộ Niệm Niệm, thì người đàn ông trung niên kia đã bị giết chết bằng một kiếm rồi. Thật ra hắn cũng muốn giao thủ với Mộ Niệm Niệm. Nhưng hắn biết mình giao thủ với nàng ta thì chỉ có thể bị đánh mà thôi. Mộ Niệm Niệm quá mạnh. Luận bàn với nàng ta, nếu nàng ta không nhường, mình hoàn toàn không có cơ hội, mà nếu nàng ta nhường thì luận bàn đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Cho nên hắn đành từ bỏ ý định đó. Lúc này, Đạo Tam Sinh chạy đến bên cạnh Diệp Huyên, âm phủ rất mạnh. Diệp Huyên cười hỏi ngược lại. Không phải trước kia ngươi nói bọn họ không mạnh chút nào sao? Đạo Tam Sinh đỏ mặt, ta nói láo đấy. Diệp Huyên cười ha ha. Lúc này, A-La xuất hiện trước mặt hắn, trong tay A-La còn có một người. Người đó chính là Nam Sở, nhưng lúc này Nam Sở chỉ còn lại một linh hồn, hơn nữa linh hồn còn không trọn vẹn. Nếu bản thể của Nam Sở vẫn còn, có lẽ A-La vẫn không làm gì được hắn. Nhưng trạng thái của Nam Sở bây giờ hoàn toàn không phải đối thủ của A-La. Nam Sở nhìn Diệp Huyên, người đã mở đạo kinh rồi. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Nam Sở cười tự giễu, buồn cười là chúng ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là ngụy độn nhất. Diệp Huyên cười, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.
Nam Sở nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người muốn biết vị trí của âm phủ. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Nam Sở cười nói, ta nói cho ngươi. Dứt lời, hắn ta mở lòng bàn tay ra, một tấm bản đồ nhỏ xuất hiện. Diệp Huyên nhìn tấm bản đồ kia, thầm ghi nhớ trong lòng. Nam Sở chợt nói, biết tại sao ta lại nói cho ngươi biết không? Diệp Huyên nhìn Nam Sở, ngươi muốn để ta đi tìm bọn họ, sau đó lợi dụng bọn họ tiêu diệt ta. Nam Sở cười to, Diệp Huyên, ngươi rất thông minh. Nhưng ngươi đánh giá thấp âm phủ rồi, ngươi không thể tưởng tượng được sự mạnh mẽ của bọn họ đâu. Hôm nay dù Nam Sở ta có chết, thì Diệp Huyên ngươi cũng không sống được bao lâu nữa. Không chỉ có ngươi, mà tất cả mọi người của vũ trụ ngũ duy đều không sống được. Cả Mộ Niệm Niệm kia nữa, nàng ta sẽ bị âm phủ trả thù, chắc chắc kết cục của nàng ta cũng sẽ rất thê thảm. Nói đến câu cuối, trong giọng nói của hắn ta tràn đầy oán hận. Hắn ta không cầu xin tha thứ. Vì hắn ta biết Diệp Huyên sẽ không bỏ qua cho mình, hắn ta đã chuẩn bị tâm lý để nhận lấy cái chết rồi. Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một quyển trục xuất hiện trong tay hắn. Chính là quyển đạo kinh biến số kia. Hắn mở quyển trục ra giơ về phía Nam Sở, khi nhìn thấy nội dung của đạo kinh, Nam Sở như bị sét đánh xuống đầu, sững sờ ngay tại chỗ. Nam Sở nhìn về phía Diệp Huyên, trái cổ lăn lộn, run rẩy nói, đây là đạo kinh. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, ngươi mau đọc kỹ đi. Nam Sở vội vàng gật đầu, hắn ta nhìn về phía đạo kinh, chỉ mới đọc một lát, linh hồn của hắn ta bắt đầu run rẩy. Nam Sở lúc này tựa như một người đang thoi thóp trên sa mạc đột nhiên tìm thấy ốc đảo vậy. Hy vọng. Trước đây Nam Sở hắn ta cũng là chứng đạo cảnh, đương nhiên không phải chứng đạo chân chính, hắn ta còn chưa được xem là độn nhất chân chính. Trước đây hắn ta cũng muốn trở thành độn nhất chân chính, chứng đạo chân chính, đáng tiếc không có đạo kinh, hắn ta không làm được. Đây cũng là lý do vì sao sau khi biết Diệp Huyên có đạo kinh, hắn ta lập tức đoạt xác sống lại. Mà lúc này, cuối cùng hắn ta cũng được thấy đạo kinh rồi. Lúc này, tất cả nghi hoặc trước đây đều được sáng tỏ thông suốt. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta còn một quyển đạo kinh nữa. Dứt lời, hắn lấy quyển đạo kinh mệnh vận kia ra, mở ra cho Nam Sở đọc. Nam Sở nhìn quyển đạo kinh mệnh vận, đầu óc đã trống rỗng, lại một quyển đạo kinh nữa. Trời à! Không ngờ mình lại được đọc hai quyển đạo kinh. Hạnh phúc đến quá bất ngờ. Nam Sở không suy nghĩ nhiều, hắn ta vội vàng đọc quyển đạo kinh kia. Hắn ta đọc như đói như khá, lúc này, hắn ta sắp hưng phấn đến mức nổi điên rồi. Đạo kinh rất ngắn, vì thế Nam Sở đọc xong rất nhanh. Cả người Nam Sở đều đang sôi trào. Lúc này, Diệp Huyên cất hai quyển đạo kinh kia đi, sau đó lấy kiếm trấn hồn ra để trước ngực Nam Sở. Nam Sở nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyên cười nói, ngươi đoán xem. Dứt lời, hắn bắt đầu từ từ dùng sức, kiếm trấn hồn từng chút một đâm vào người Nam Sở. Lần này, kiếm trấn hồn không lập tức hấp thu hết linh hồn của Nam Sở mà lại hấp thu một cách chậm rãi. Cảm nhận được linh hồn của mình đang dần bị nuốt chửng, cuối cùng Nam Sở cũng cảm thấy hoảng hốt. Nam Sở lập tức quỳ xuống, Diệp công tử, đừng giết ta không muốn chết. Trước đây, hắn ta vốn ôm suy nghĩ liều mạng, nhưng bây giờ hắn ta không muốn chết. Hắn ta vừa mới đọc hai quyển đạo kinh đấy. Chỉ cần cho hắn ta thời gian ngắn, chắc chắn hắn ta có thể đột phá. Lúc này, hắn ta chỉ muốn sống. Bây giờ tôn nghiêm khí phách gì đó đều là mây bay cả. Diệp Huyên không nói gì, nhưng kiếm của hắn vẫn từng chút đâm vào trong linh hồn của Nam Sở. Nam Sở không ngừng cầu xin, Diệp công tử, đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẵn lòng làm trâu làm ngựa cho ngươi, xin ngươi đừng giết ta. Diệp Huyên vẫn không nói gì, mà lúc này, kiếm trấn hồn của hắn đã đâm sâu vào trong linh hồn của Nam Sở. Thấy Diệp Huyên đã quyết tâm giết người, Nam Sở đột nhiên điên cuồng gào thét, Diệp Huyên, ngươi thật tàn nhẫn, a. Âm thanh như tan nát cõi lòng, chấn động tinh không.
Chuyện tàn nhẫn nhất trên đời chính là để một người tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng, sau đó lại dập tắt hy vọng đó. Nam Sở tu hành cả đời cũng chưa từng gặp phải chuyện thế này. Kiếm Chấn Hồn nhanh chóng hấp thu hoàn toàn linh hồn của Nam Sở trong tiếng gầm thét tuyệt vọng của hắn ta. Nam Sở hoàn toàn không còn nữa. Khác với trước đây, lần này Nam Sở không được rời đi trong yên ổn, hắn ta rất không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì được. Tuyệt vọng. Không cam lòng. Tâm trạng khi gần chết của Nam Sở, người bình thường không thể nào hiểu được. Đạo Tam Sinh ở một bên nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, có phải cảm thấy ta rất tàn nhẫn không? Đạo Tam Sinh lắc đầu, ta cảm thấy ngươi vẫn chưa đủ tàn nhẫn, ta nên để hắn đọc cả Tam Sinh Quyết, như thế hắn sẽ đi không cam lòng hơn. Diệp Huyên chớp mắt, sao ta không nghĩ tới nhỉ? Đạo Tam Sinh lại nói, ngươi nên làm ra vẻ tha thứ cho hắn, để hắn cho rằng mình có thể sống tiếp, sau đó ngươi để hắn tu luyện tới một nửa rồi mới giết chết hắn, hắn sẽ càng không cam lòng hơn. Diệp Huyên vỗ trán mình, ta không nghĩ tới điều này. Xem ra ta vẫn còn quá tốt bụng rồi. Đạo Tam Sinh nhìn Diệp Huyên, tiếp theo làm gì đây? Diệp Huyên cười đáp, tính sổ. Tính sổ. Tuy Nam Vô và Nam Sở đã chết, nhưng Tu Di Thần Quốc và vùng cực lạc vẫn còn đấy. Sự lựa chọn đầu tiên của Diệp Huyên chính là Tu Di Thần Quốc. Diệp Huyên chỉ dẫn theo một mình Đạo Tam Sinh. Hai người đến trước vách ngăn đạo giới, Diệp Huyên nhìn vách ngăn vũ trụ trước mắt, sau đó đâm một chiêu kiếm ra. Xoẹt! Vách ngăn vũ trụ lập tức bị chém đôi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười. Lúc trước hắn còn cần phải có Niệm Tỷ giúp đỡ mới đến Tu Di Thần Quốc được. Nhưng bây giờ hắn cũng có thể dễ dàng làm được điều đó. Diệp Huyên dẫn Đạo Tam Sinh tiến vào trong vách ngăn vũ trụ, chưa đầy một phút, hai người đã đến được chủ thành của Tu Di Thần Quốc. Hai người vừa đến trên bầu trời chủ thành, một ông lão tóc trắng đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Người này chính là thần chủ đương nhiệm của Tu Di Thần Quốc. Xung quanh, vô số cường giả Tu Di Thần Quốc đang vây họ lại. Ông lão tóc trắng nhìn Diệp Huyên, người lại muốn làm gì nữa? Diệp Huyên hơi kinh ngạc, chẳng lẽ các ngươi không biết chuyện xảy ra ở vũ trụ ngũ duy à? Ông lão tóc trắng khẽ nhíu mày, chuyện gì? Diệp Huyên đã hiểu. Rõ ràng là sau khi Nam Sở và Nam Vô trở lại dương gian đã lập tức đến vũ trụ ngũ duy, mà mấy người có mặt ở vũ trụ ngũ duy đều đã chết hết, vì thế tin tức vẫn chưa bị truyền ra ngoài. Phải biết, hiện tại đạo giới và vũ trụ lục duy gần như đều là người của Diệp Huyên hắn. Ai dám đến báo tin cho vùng cực lạc và Tu Di Thần Quốc? Lúc này, ông lão tóc trắng đột nhiên nói, Diệp Huyên, ngươi sẽ không càn quấy được bao lâu nữa đâu. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão tóc trắng, cười hỏi, tại sao ông lại nói thế? Ông lão tóc trắng cười gằn, không nói gì. Diệp Huyên vẫn cười, để ta đoán nhé, tiên tổ các người chắc chắn là đến âm phủ để mời cường giả đến đối phó với ta. Đúng không? Ông lão tóc trắng co rụt tròng mắt lại, sao? Sao ngươi biết? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, không phải ta đã nói rồi à? Ta đoán đó. Ông lão tóc trắng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, Diệp Huyên, ngươi biết âm phủ đáng sợ như nào không? Ta cho ngươi biết, nếu ngươi thông minh thì nên lập tức giao đại kinh kia ra, như vậy mới tự bảo vệ bản thân được. Còn không? Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ. Xoẹt! Đầu của ông lão tóc trắng lập tức bay ra ngoài. Máu tươi bắn như suối. Xiết trong nháy mắt. Tất cả cường giả Tu Di Thần Quốc có mặt ở đây đều kinh hãi. Vậy là chết rồi ư? Diệp Huyên bỗng quay sang Đạo Tam Sinh, trong thành này, phàm là cường giả từ quy nguyên phá giới trở lên, không lưu một ai. Đạo Tam Sinh do dự một lát rồi hỏi, không bằng hủy luôn cả thành. Diệp Huyên cười nói, không. Tại sao? Ta định cho người đến tiếp quản Tu Di Thần Quốc này. Nghe thế, Đạo Tam Sinh hiểu ra. Chẳng bao lâu sau, hai người đã đồng thời biến mất tại chỗ. Chỉ chốc lát, trong thành đã vang lên từng tiếng kêu gào thảm thiết. Chiêu hàng. Diệp Huyên không hề nghĩ đến chuyện này, vì hắn không cần.
chưa đến một phút, toàn bộ cường giả đỉnh cao trong Tu Di Thần Quốc đã bị chém giết toàn bộ, ngoài đường thây chất thành đống, máu chảy như suối. Bỗng chốc, khắp Tu Di Thần Quốc ai ai cũng lâm vào nỗi bất an. Bên trong hoàng cung, Diệp Huyên cầm kiếm đi vào một gian đại điện, phía sau hắn có hai ông lão, hai người này đều là cường giả độn nhất cảnh. Trong điện, Diệp Huyên bắt gặp một thiếu niên chừng 16-17 tuổi, bên cạnh thiếu niên còn có một cô bé khoảng chừng 14-15 tuổi. Thiếu niên xít sao nắm lấy tay cô bé, cả hai đều đang rất sợ. Diệp Huyên nhìn thiếu niên, ngươi là hoàng tử của Tu Di Thần Quốc. Thiếu niên gật đầu, tuy trông cậu có vẻ bình tĩnh, nhưng Diệp Huyên biết, thiếu niên này đang giả vờ mạnh mẽ mà thôi. Diệp Huyên chỉ vào cô gái nhỏ bên cạnh, đây là muội muội của ngươi. Thiếu niên gật đầu, phải. Giọng nói có hơi run rẩy. Diệp Huyên cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ giết các ngươi à? Thiếu niên nhìn Diệp Huyên, đúng vậy, bởi vì phải nhổ cỏ tận gốc. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, cũng biết nhiều đấy. Ngươi giết ta, tha cho muội muội, được không? Ngươi đang chơi trò khổ nhục kế với ta à? Bị Diệp Huyên nhìn thấu, sắc mặt thiếu niên đột nhiên thay đổi. Diệp Huyên bỗng nói, ta có thể cho hai huynh muội các ngươi cơ hội sống sót, nhưng ngươi lại muốn chết. Nói xong, hắn búng tay một cái, một thanh kiếm bay đến trước mặt thiếu niên. Diệp Huyên cười nói, nếu ngươi chịu tự sát, ta có thể tha cho muội muội ngươi một con đường sống. Thiếu niên nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, không công bằng. Diệp Huyên lắc đầu, ngươi không có tư cách để bàn công bằng hay không với ta. Ngươi chỉ có thể lựa chọn làm hoặc không. Thiếu niên nhìn thanh kiếm trước mắt, cơ thể run bần bật. Đúng lúc này, cô bé bên cạnh đột nhiên cầm kiếm, cô bé nhìn Diệp Huyên rồi run giọng bảo, ta cũng được chọn mà, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Cô bé đột nhiên cầm kiếm gạt về phía cổ họng của mình. Rất quyết đoán. Không hề do dự. Nhưng thanh kiếm lại dừng sát ngay cuống họng của cô bé. Cô bé ngẩng ra, sau đó ngã sụi lơ xuống đất. Có thể tưởng tượng được ban nãy cô bé đã dốc bao nhiêu can đảm để cầm kiếm tự vẫn. Diệp Huyên đi tới trước mặt cô bé, hắn nhặt thanh kiếm lên rồi khẽ mỉm cười, ta không muốn trịch thượng chơi đùa nhân tính, ta chỉ muốn xem hắn có phải là một ca ca chuẩn mực không, và rõ ràng là không phải. Nói xong, hắn chỉ búng tay một cái, một tia kiếm quang chui vào giữa hàng mày cô bé. Diệp Huyên cười nói, đây là ta tặng ngươi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Cô bé bỗng hô lên, ngươi, ngươi không nhổ cỏ tận gốc à? Diệp Huyên cười nói, ta không sợ các ngươi báo thù. Cô bé nhìn Diệp Huyên, chúng ta đánh không lại ngươi, thế nhưng hậu nhân của ngươi thì sao? Ngươi không sợ chúng ta sẽ tìm đến người đời sau để gây phiền phức không? Diệp Huyên cười ha ha. Nếu hậu nhân mà mạnh thì ta khỏi phải lo nữa rồi. Hậu nhân có mạnh hay không thì liên quan quái gì đến ta, ông đây cũng không muốn dành quá nhiều tâm tư để nghĩ đến chuyện đó. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi đại điện. Trong điện, thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, mà cô bé kia cũng khẽ thở dài. Cô bé biết, người như thế không phải là kẻ mà huynh muội các nàng có thể trả thù được. Trả thù. Trong thế giới của bọn họ, Diệp Huyên tàn sát hết hoàng thất Tu Di Thần Quốc thì tất nhiên sẽ thành kẻ thù của họ. Thế nhưng người đàn ông kia căn bản không sợ sự trả thù của hai huynh muội nàng. Ngoài điện, Đạo Tam Sinh nhìn vào bên trong, sau đó nói, giờ đến vùng cực lạc à. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn lướt bốn phía rồi nói, Tam Sinh, bây giờ Tu Di Thần Quốc là của chúng ta rồi. Ngươi có suy nghĩ gì không? Đạo Tam Sinh trầm mặc. Diệp Huyên phát hiện, từ sau khi người của âm phủ xuất hiện, nụ cười của Tam Sinh đã không còn thường xuyên xuất hiện, cũng không còn nghịch ngợm như trước nữa. Diệp Huyên bỗng vỗ nhẹ lên vai Tam Sinh, đừng nghĩ nhiều quá, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đạo Tam Sinh nguyết Diệp Huyên một cái, bản thân ngươi còn chờ người khác đến bảo vệ kia. Diệp Huyên cười ha ha, nào, đến vùng cực lạc thôi. Nói xong, hai người đã biến mất. Mà không lâu sau đó, người của vũ trụ ngũ duy đã đến tiếp quản toàn bộ Tu Di Thần Quốc. Một đường rất thuận lợi,
bởi vì những ai có khả năng phản kháng đều đã chết hết. Tin tức hoàng thất tu di thần quốc bị tàn sát cũng nhanh chóng lan truyền khắp chư thiên vạn giới. Ngay cả những cường giả ở vũ trụ ngũ duy cũng phải chấn kinh. Diệp Huyên đã tiêu diệt hoàng thất tu di thần quốc. Lúc này đây, trong lòng nhiều người giờ ngoài khiếp sợ ra còn có cả sự kiên kỵ. Diệp Huyên có lòng nhân từ, nhưng cũng có thủ đoạn ác quỷ. Mà không lâu sau đó, thôn trưởng đạo thôn Lý Nhĩ bỗng dẫn theo cường giả đạo thôn đến vũ trụ ngũ duy. Không phải đến gây sự, mà là đến xin nương tựa. Sau khi biết tu di thần quốc bị diệt, đạo thôn cũng sợ. Bọn họ sợ Diệp Huyên đến gây sự với đạo thôn, bởi thế bọn họ dứt khoát đến xin nương tựa. Lúc này không cần phải chờ đợi xem tình hình làm quái gì nữa. Thế nhưng địa vị của đạo thôn còn xa mới bằng với tiên các, Khương Vũ ở vũ trụ ngũ duy rất có địa vị, quyền lợi cũng lớn, hơn nữa Quan Âm còn cho ông ta vào hội trưởng lão. Thế nhưng đạo thôn thì không có được đãi ngộ này. Có thể nói, đãi ngộ của đạo thôn ở vũ trụ ngũ duy cực thấp, nhưng bọn họ cũng không dám dị nghị gì. Chấm chấm chấm. Vùng cực lạc. Diệp Huyên và đạo Tam Sinh đã đến lối vào của vùng cực lạc, thứ khiến hắn không ngờ là nơi đây đã bị đóng lại. Khỏi phải nói cũng biết vùng cực lạc chắc hẳn đã đoán được hắn sắp đến. Diệp Huyên bỗng rút kiếm ra chém. Xoẹt. Kết giới của vùng cực lạc lập tức vỡ vụn. Lúc này, một tăng nhân bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Là một người quen cũ Di Tôn Đại Phật. Di Tôn Đại Phật liếc mắt nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt rất phức tạp, Diệp công tử, tu di thần quốc đã không còn nữa, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Di Tôn chắp tay trước ngực, Diệp công tử, có một chuyện muốn thỉnh giáo, mong Diệp công tử thành thật trả lời. Diệp Huyên cười nói, ông hỏi đi. Di Tôn gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, Nam Vô Phật Tổ và Nam Sở Hoàng đế dẫn cường giả âm phủ đến ngũ duy, thế nhưng bọn họ đã chết hết, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Di Tôn chậm rãi nhắm hia mắt lại. Thật ra ông ta cũng đã sớm đoán được, thế nhưng lúc này đây khi nhận được câu trả lời của Diệp Huyên, trong lòng ông ta cũng vô cùng cả kinh. Âm phủ chắc chắn đã phái cường giả chứng đạo cảnh đến, vậy mà vẫn chết. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là thực lực của Diệp Huyên và một niệm niệm còn đáng sợ hơn so với họ tưởng ít nhất mấy lần. Nghĩ tới đây, trong lòng Di Tôn bỗng dâng lên một sự bất lực, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, bắt đầu từ bây giờ, vùng cực lạc ta sẽ không nhúng tay vào chuyện ở thế giới phàm tục nữa, cũng vĩnh viễn không bao giờ đối địch với Diệp công tử. Diệp công tử thấy có được không? Khóe miệng Diệp Huyên hơi cong lên, các ngươi xem Diệp Huyên ta là cái gì? Muốn đánh là đánh, không muốn đánh liền thôi. Di Tôn cười khổ, Diệp công tử, cậu cần gì phải chém tận giết tuyệt? Diệp Huyên lắc đầu, lúc trước khi ta còn yếu, đại sư và vùng cực lạc đã đối xử với ta như thế nào? Nếu Diệp Huyên ta thua, ta tin vùng cực lạc chắc chắn cũng sẽ rất tuyệt tình. Vì thế... Chưa dứt lời, hắn đã biến mất. Trong mắt Di Tôn đột nhiên co rụt lại, hai tay ông ta vội chập lại về phía trước, lập tức bắt lấy được một thanh kiếm, nhưng chỉ một khắc sau, thanh kiếm này đã xuyên thủng qua cuống họng của ông ta. Xoẹt! Di Tôn trợn tròn hai mắt, nơi cổ họng, máu tươi chảy lách tách. Mà Diệp Huyên đã xuất hiện lại ở trước mặt Di Tôn. Diệp Huyên nhìn Di Tôn rồi cười nói, đại sư! Ông biết chuyện buồn cười nhất thế gian là gì không? Là những người luôn treo câu từ bi bên miệng nhưng lại làm việc ác. Buồn cười hơn là sau khi nhận ra không thể làm việc ác được, người đó lại quay sang trách ngược người ta vì sao lại tuyệt tình đến thế. Đại sư à, ông có nhớ khi đó ta đã nói từ bi, nói nhân nghĩa, nói đạo lý với các ông không, rồi các ông đối xử với ta như thế nào? Các ông nói với ta mấy cái đó có quỷ mới dùng, các ông muốn cướp đồ của ta. Còn là muốn chấn lột trắng trợn. Bây giờ ông muốn nói từ bi, nói nhân nghĩa với ta à? Xin lỗi, ta không rảnh. Nhân nghĩa, từ bi. Trong mắt Diệp Huyên, dù là nhân nghĩa hay từ bi cũng phải tùy người. Diệp Huyên hắn sẽ không làm kẻ ba phải. Việc lấy ơn báo oán Diệp Huyên hắn không làm được. Sau khi giết chết Di Tôn,
Diệp Huyên lập tức dùng kiếm chấn hồn hấp thu hồn phách của ông ta. Dạo này kiếm chấn hồn đã hấp thu được không ít linh hồn mạnh mẽ, bây giờ nó đã mơ hồ sắp đột phá. Đạo Tam Sinh đột nhiên nói, nếu kiếm này của ngươi có thể hấp thụ linh hồn của âm phủ chi chủ, nó nhất định sẽ thành thanh kiếm đứng đầu âm phủ lẫn dương gian. Diệp Huyên nhìn về phía Đạo Tam Sinh, âm phủ chi chủ. Đạo Tam Sinh gật đầu, đúng thế, linh hồn đó là một trong những linh hồn mạnh mẽ nhất âm phủ, nó chắc chắn là món đại bổ với thanh kiếm này của ngươi. Diệp Huyên trừng mắt nhìn, ta đánh thắng được âm phủ chi chủ đó không? Đạo Tam Sinh do dự một chốc rồi nghiêm túc nói, ta nghĩ là các ngươi ngang sức đó. Ngang sức. Diệp Huyên đi tới trước mặt Đạo Tam Sinh, hắn nhẹ nhàng vỗ vai Đạo Tam Sinh, cảm ơn ngươi đã tôn trọng ta. Chỉ là, ngươi hãm hại người nhà như thế thấy có ổn không? Đạo Tam Sinh. Sau khi kiếm chấn hồn hấp thu xong linh hồn di tôn, Diệp Huyên dẫn Đạo Tam Sinh tiến vào vùng cực lạc. Mà lúc này, vùng cực lạc đã bày trận sẵn sàng chờ địch. Một lão tăng nhân xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, khuôn mặt lão ta già nua, trên người có hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Chứng đạo cảnh. Tất nhiên, chứng đạo cảnh này lại khác nhau một trời một vực với vị chứng đạo cảnh ở âm phủ kia. Mà đằng sau lão tăng nhân này còn có hơn 10 cường giả siêu cấp của vùng cực lạc. Toàn bộ đều là độn nhất cực cảnh. Có thể nói, vùng cực lạc đã phái hết cường giả ra đây. Lão tăng nhân nhìn Diệp Huyên rồi chắp tay trước ngực, Diệp công tử, ngươi đã thắng. Có thể hạ thủ lưu tình với vùng cực lạc ta không? Diệp Huyên cười nói, đại sư, lúc trước các ngươi có nghĩ đến việc hạ thủ lưu tình với ta không? Lão tăng nhân hơi nghiêng người thi lễ, Diệp công tử, chúng ta chưa từng làm gì với vũ trụ ngũ duy cả. Diệp Huyên cười ha ha, vùng cực lạc các ngươi tìm người âm phủ đến dương gian để làm gì, trong lòng hắn sẽ tự rõ. Lão tăng nhân trầm mặc. Diệp Huyên lắc đầu cười trừ, sau đó tung một chiêu kiếm ra. Lão tăng bỗng hô lên, giết. Vừa dứt lời, các tăng nhân khác ở xung quanh đều bay thẳng đến phía Diệp Huyên và Đạo Tam Sinh. Nhưng những người này sao có thể là đối thủ của Diệp Huyên và Đạo Tam Sinh? Chẳng mấy chốc, nơi chiến trường vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Tàn sát. Chỉ ngắn ngủi vài phút, xung quanh đã có mười mấy cường giả độn nhất cảnh ngã xuống. Nhưng vào lúc này, lão tăng nhân kia bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, lão ta chắp tay trước ngực, sau đó đánh một chưởng ra, trong phút chốc, phía sau lão ta đã ngưng hiện thành một thân Phật lớn vạn trượng, nương theo sự xuất hiện của tượng Phật vàng chói này, toàn bộ vùng cực lạc đều rung lên bần bật. Diệp Huyên nhìn lão tăng với vẻ vô cảm, mà kiếm trong tay hắn đã thủ thế chờ tấn công. Lão tăng cũng không hề phí lời, lão ta tung một chưởng ra, phút chốc, một bàn tay Phật dài đến mấy trăm trượng phóng thẳng xuống đỉnh đầu Diệp Huyên. Sau khi tung thủ ấn Phật, lão tăng đột nhiên ngồi xếp bằng xuống chắp tay trước ngực đọc thầm kinh văn, thế là sức mạnh ẩn chứa trong bàn tay Phật kia bỗng nhiên tăng lên dữ dội, nơi thủ ấn đi qua, không gian rung lên kịch liệt, dường như muốn nghiền nát cả vùng đất trời này. Lúc bấy giờ, Diệp Huyên đột nhiên đâm một chiêu kiếm ra. Một luồng kiếm quang xé không lao đi. Một chiêu kiếm vô cùng bình thường. Nhưng khi lão tăng nhân kia nhìn thấy chiêu kiếm này, toàn thân bỗng trở nên cứng ngắc. Chiêu kiếm này nếu là người ngoài nhìn vào sẽ thấy vô cùng bình thường, thế nhưng dưới cái nhìn của lão ta thì nó lại có sự biến hóa vô cùng vô tận. Kiếm biến. Thủ ấn Phật kia lập tức bị chiêu kiếm này chém nát, mà tia kiếm khí kia vẫn chưa tản đi. Nó vẫn tiếp tục tiến quân thần tốc chém về phía lão tăng nhân nọ. Lão tăng chắp tay trước ngực, tượng Phật kim thân khổng lồ sau lưng lão ta cũng chắp tay lại, một luồng kim quang lập tức tỏa ra bao trùm lấy bọn họ. Kiếm đến. Tượng Phật kim thân vạn trượng kia lập tức rổ nát, một luồng kiếm quang xuyên thẳng qua giữa hàng mày của lão tăng nhân. Nhìn thấy cảnh tượng đó, những cường giả Phật gia khác đều ngớ ra. Bị giết trong nháy mắt. Diệp Huyên đi tới trước mặt lão tăng nhân kia, lão ta nhìn Diệp Huyên với ánh mắt dại ra, Diệp công tử đã đạt đến độn cảnh chân chính. Chiêu kiếm ban nãy chỉ đơn thuần là áp chế về cảnh giới. Không chỉ là áp chế về cảnh giới kiếm đạo, mà còn áp chế cả về cảnh giới của bản thân.
Diệp Huyên gật đầu, đột nhất. Nghe Diệp Huyên nói thế, lão tăng bỗng thấy thoải mái, lão ta chắp hai tay trước ngực, Diệp công tử, nghe nói chỉ cần là cường giả đột nhất cảnh là đã có thể đến vũ trụ ngũ duy, vậy mà Diệp công tử lại đồng ý cùng chia sẻ đạo kinh. Diệp Huyên nói, không phải nghe nói đâu, vũ trụ ngũ duy hiện tại đã có vài vị cường giả đột nhất cảnh chân chính. Lão tăng ngẩn ra, sau đó cười khổ, chả trách. Chả trách. Lúc này đây, trong lòng lão ta vô cùng phức tạp. Mục đích của vùng cực lạc là gì? Là cuốn kinh thư kia. Nhưng lão ta không ngờ rằng Diệp Huyên lại thật sự bằng lòng chia sẻ đạo kinh với mọi người. Sớm biết như thế, vùng cực lạc cần gì phải đối đầu với Diệp Huyên? Làm bạn với Diệp Huyên thì có được thứ kia dễ như trở bàn tay. Nhưng sự cao ngạo và tự đại của vùng cực lạc đã tự hại chính mình. Bởi vì ban đầu vùng cực lạc căn bản không nghĩ đến chuyện nói đạo lý với Diệp Huyên, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Huyên nhất định phải giao thư phòng ra. Cường giả cần gì phải nói đạo lý với kẻ yếu? Cho dù là bản thân lão ta, lão cũng cho rằng Diệp Huyên cũng buộc phải dâng thư phòng ra như một lẽ hiển nhiên, nói đạo lý. Diệp Huyên không có tư cách đó. Lão tăng khẽ thở dài, lão ta liếc nhìn bốn phía, sau đó nói, Diệp công tử, có thể rộng lòng từ bi một lần, tha cho vùng cực lạc ta. Nếu Diệp công tử đồng ý hạ thủ lưu tình, hết thảy tăng nhân của vùng cực lạc đều bằng lòng quy thuận Diệp công tử. Diệp Huyên lắc đầu, không được. Lão tăng có chút khó hiểu, Diệp công tử, theo ta được biết, đạo giới kia đã gia nhập vũ trụ ngũ duy ngươi, tại sao ngươi đồng ý tha cho đạo giới nhưng lại không bằng lòng thả cho vùng cực lạc một con đường? Diệp Huyên cười nói, bởi vì đạo giới đã hàng phục ta trước khi âm phủ đến. Mà các ngươi thì không như thế, các ngươi đã đợi âm phủ đến tiêu diệt ta, đây chính là sự khác nhau. Nói xong, hắn lắc lắc đầu, đại sư, ta chỉ hỏi một câu, nếu các ngươi thắng, các ngươi có nghĩ đến chuyện sẽ nhân tử với Diệp Huyên ta không? Lão tăng trầm mặc. Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía đạo tam sinh cách đó không xa, tam sinh, người đứng đó làm gì? Đạo tam sinh nhún vai một cái, không phải các ngươi đang nói chuyện với nhau à? Diệp Huyên cười nói, chúng ta nói chuyện chúng ta, ngươi giết chuyện của ngươi, chém chết hết tất cả cường giả đột nhất cảnh ở đây, không lưu một ai. Đạo tam sinh gật gật đầu, sau đó xông ra ngoài. Trước mặt Diệp Huyên, thân thể của lão tăng đang ngày càng mờ đi, chiêu kiếm đó đã trực tiếp khiến lão ta thần hồn câu diệt. Bây giờ lão ta chỉ như đang hồi quang phản chiếu mà thôi. Lão tăng chắp tay trước ngực, Diệp công tử, hôm nay ngươi gieo một nhân thiện, thì ngày sau có thể sẽ đổi lấy được một thiện quả. Diệp Huyên cười nói, ta biết chứ, Phật gia ngươi vẫn còn cường giả siêu cấp, không nói những người khác, nghe bảo âm phủ cũng có một vị cao tăng Phật gia của các ngươi. Nhưng chẳng sao cả, Diệp Huyên ta đã dám giết người, thì cũng đã chuẩn bị xong tâm lý bị giết rồi. Lão tăng nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên bỗng cười bảo, đại sư, ông biết tại sao ta lại nói nhiều như vậy với ông không? Không biết. Ta vẫn nghĩ rằng ông sẽ nhận sai, nhưng ông lại không, không chỉ không nhận sai mà còn muốn dùng vị cao tăng Phật gia ở âm phủ để uy hiếp ta. Nói xong, hắn lắc đầu nở nụ cười, cho dù đến chết, ông cũng không chịu nhận sai, trái lại còn nghĩ Diệp Huyên ta không đủ nhân từ, cảm thấy Diệp Huyên ta làm việc quá mức tuyệt tình. Nói đến đây, hắn chắp hai tay trước ngực, đại sư, trên kinh Phật có nói, đặt mình trong hoàn cảnh người khác chính là Phật tâm, nhưng dưới cái nhìn của ta, đại sư không có Phật tâm đó. Lão tăng nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên liếc nhìn bốn phía, cười bảo, nếu là khi trước, có người đứng ra nói một câu Phật ta sai rồi. Diệp Huyên ta không ngại thả cho cửa Phật một con đường, dù sao ta cũng nợ ân tình của một vị cao tăng, ta muốn trả lại ân tình này. Nhưng đáng tiếc lại không thể, mà các người từ đầu đến cuối đều oán trách Diệp Huyên ta tàn nhẫn, cảm thấy ta quá mức tuyệt tình. Đúng là buồn cười, các ngươi như thế mà còn tu Phật Pháp, mẹ nó tu cái búa đi. Ở thế giới này, cường giả không cần phải nói đạo lý với kẻ yếu. Mà người yếu lại không có tư cách nói đạo lý với cường giả. Bởi vì người yếu nên sẽ không có chuyện người ta sẽ quan tâm người có lý hay không. Lão tăng nhìn Diệp Huyên, chắp tay trước ngực, Diệp công tử, bây giờ còn kịp không?
Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm chém ra. Xoẹt. Linh hồn lão tăng lập tức tan biến. Diệp Huyên giận quá hóa cười, hỏi ta bây giờ còn kịp không à? Biết cách đùa đấy. Nói xong, hắn nhấc kiếm xông ra ngoài. Chẳng mấy chốc, Phùng Cực Lạc vang lên từng tiếng kêu than thảm thiết. Diệp Huyên vẫn không hạ thủ lưu tình, phàm là cường giả siêu cấp của Vùng Cực Lạc, chém chết toàn bộ. Nhưng hắn cũng không tàn sát toàn bộ nơi đây. Khoảng chừng một phút sau, tất cả cường giả của Vùng Cực Lạc đã chết hết. Diệp Huyên nhấc theo kiếm, sau lưng hắn là mười mấy xác chết của cường giả Vùng Cực Lạc. Mà một bên khác là vô số tăng nhân còn lại ở nơi đây, bọn họ đều dưới độn nhất. Bọn họ không ra tay, cũng không chạy trốn. Bởi vì họ biết, làm vậy chỉ phí công. Tất cả tăng nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất, miệng đọc kinh văn. Đạo Tam Sinh ở cạnh Diệp Huyên liếc nhìn những tăng nhân kia, giết không? Diệp Huyên không trả lời, hắn xoay người đi đến trước một gian Phật điện, ở đây, hắn lấy được quyển đạo kinh thứ tư cũng vạn Phật bất diệt thể. Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi nói, truyền lệnh xuống, bảo trụ trì cổ tự lập tức dẫn theo tăng nhân cổ tự đến Vùng Cực Lạc. Phía sau hắn, không gian hơi rung lên, một bóng đen lặng lẽ thối lui. Chưa đầy một phút sau, trụ trì cổ tự đã dẫn theo một vài tăng nhân đến Vùng Cực Lạc. Khi thấy thảm trạng nơi đây, sắc mặt đám người trụ trì đều khá khó coi. Lúc này đây họ cảm thấy vui mừng không thôi, mừng vì khi trước đã buông bỏ đạo kinh, chọn làm bạn với Diệp Huyên, nếu không kết cục của cổ tự chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Vị Diệp công tử trước mắt này, có lòng nhân từ, thế nhưng, hắn cũng có thủ đoạn của ác ma. Diệp Huyên nhìn trụ trì cổ tự, trụ trì, ta muốn ông tiếp quản Vùng Cực Lạc, sau khi tiếp quản, chia Phật ra thành hai phái, một là Thiền Tông, lấy tu Phật làm chính, hai là Võ Tông, lấy tu trường sinh tu đại đạo làm chính. Trụ trì chắp tay trước ngực, Diệp công tử yên tâm, ta sẽ an bài xong. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía cung điện kia, đại sư, Diệp Huyên ta nợ một món ân tình của ông, hiện tại đã trả rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Giết hết cường giả độn nhất cảnh của Vùng Cực Lạc là để báo thù, lưu lại truyền thừa Phật giới, lần nữa tái thành lập trật tự Phật gia là để trả nợ ân tình. Ân là ân, thù là thù. Mà đúng lúc này, cung điện kia đột nhiên rung lên, chẳng mấy chốc. Vô số kinh văn vàng óng bỗng ùa ra từ bên trong đại điện nọ, sau đó chúng như hóa thành một dòng sông chảy một mạch về hướng Diệp Huyên đang bước đi. Phù văn màu vàng. Nhìn thấy những kinh văn màu vàng óng này, Diệp Huyên có chút ngớ người. Đây là cái gì? Chẳng mấy chốc, những phù văn màu vàng kia đã tràn vào cơ thể của hắn. Một hơi thở mạnh mẽ bỗng bộc phát ra từ cơ thể hắn. Không gian bốn phía chợt rung lên. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã rõ đây là cái gì. Đây không chỉ là Phật Pháp chi lực, mà còn là truyền thừa Phật hiệu của vị cao tăng kia. Vị cao tăng nọ đã dành cả đời để nghiên cứu Phật hiệu, lão đã có những lý giải rất sâu sắc về Phật hiệu, mà lúc này đây, lão lại biến toàn bộ sự hiểu biết về Phật hiệu của bản thân thành kinh văn rồi biểu tặng cho hắn. Diệp Huyên đứng tại chỗ trầm mặc một lát rồi hơi thi lễ, đại sư, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Những tri thức Phật hiệu kia là sự trợ giúp to lớn để hắn tu luyện vạn Phật bất diệt thể. Sau khi trụ trì cổ tự tiếp quản Vùng Cực Lạc đã lập tức dốc sức vào chỉnh đốn nơi đây. Dựa theo lời dặn của Diệp Huyên, trụ trì cổ tự chia Vùng Cực Lạc thành Thiền Tông và Võ Tông, ai thích Phật hiệu thì vào Thiền Tông. Mà người thích võ đạo thì có thể vào võ tông, tất nhiên muốn tu cả hai cũng được, nhưng phải biết phân ra chính phụ. Nói tóm lại, Vùng Cực Lạc chẳng mấy chốc đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Bởi vì người có năng lực phản kháng đã bị giết hết rồi. Mà chuyện của Vùng Cực Lạc cũng chẳng mấy chốc đã lưu truyền toàn bộ chư thiên vạn giới. Đến hôm nay, Vùng Cực Lạc, đạo giới... Tu Di Thần Quốc và Vũ Trụ Lục Duy gần như đều đã ở dưới sự thống trị của Diệp Huyên. Mà thực lực của Vũ Trụ Ngũ Duy cũng đã có biến hóa rất lớn so với khi trước. Bởi vì hiện tại Vũ Trụ Ngũ Duy đã có cường giả độn nhất cảnh chân chính. Vũ Trụ Ngũ Duy, nơi nào đó trong tinh không,
Diệp Huyên trầm mặc đưa mắt nhìn xuống dưới. Chuyện đã kết thúc rồi à? Không. Dưới cái nhìn của hắn, việc này chỉ mới bắt đầu. Bây giờ còn có một kẻ địch lớn nhất, đó chính là âm phủ. Hiện tại âm phủ hẳn đã biết chuyện ba người đàn ông trung niên kia đã chết. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta quan sát Diệp Huyên một chút, người thật sự đồng ý chia sẻ đạo kinh với những người này. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, hắn nhìn Diệp Chi Mệnh rồi cười nói, chẳng phải ta đã làm vậy rồi à? Sao lại bỗng hỏi câu này? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, trong số những người ta biết, hễ cứ lấy được đạo kinh là gần như đều chiếm làm của riêng, chỉ có ngươi là đồng ý lấy ra chia sẻ với mọi người. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Diệp cô nương, có được đạo kinh là chắc chắn có thể đạt đến độn nhất chân chính ngay à? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không, có đạt được đến độn nhất chân chính sớm hay không còn phải dựa vào bản thân người đó. Cũng không phải cứ có đạo kinh là sẽ trở thành độn nhất liền. Có thể nói, đạo kinh mở ra cho những người tưởng chừng đã đến cực hạn kia một con đường mới, còn họ có đi được tiếp hay không thì phải dựa vào bản thân. Diệp Huyên gật đầu, ra vẻ đăm chiêu, ta hiểu rồi. Diệp Chi Mệnh liếc mắt nhìn Diệp Huyên, nếu như ngươi không chia sẻ thì chí ít ở vùng thế giới này, ngoại trừ vài người ra, chỉ có một mình ngươi là độn nhất chân chính. Diệp Huyên cười nói, ta không sợ người khác mạnh hơn ta. Nói xong, hắn nhìn xuống dưới kia rồi khẽ nói, ta muốn khiến vũ trụ ngũ duy trở nên tốt đẹp hơn, mà chỉ dựa vào mỗi mình ta thì không làm được, ta cần thêm nhiều người trợ giúp nữa. Diệp Chi Mệnh lạnh nhạt nói, nếu ngươi không chết, ngày sau chắc chắn sẽ có được càng nhiều thứ, những thứ trước mắt này, bao gồm cả vùng vũ trụ này đều quá nhỏ bé so với ngươi. Diệp Huyên cười hỏi, Diệp cô nương, cô có nhiều bạn bè không? Diệp Chi Mệnh siết chặt tay lại, nàng ta im lặng một lát sau mới nói, tính hiện tại thì chỉ có một mình ngươi. Không đúng, ngươi chỉ có thể tính là một nửa bạn. Diệp Huyên có chút không rõ, tại sao chỉ một nửa? Ngươi đoán đi. Cho dù thế nào thì ta cũng coi cô là bạn bè rồi. Diệp Chi Mệnh cười nhẹ, ngay cả ta là ai ngươi còn không biết mà muốn làm bạn. Diệp Huyên mở to mắt nhìn, vậy cô là? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên rồi cười lạnh, muốn lừa ta à? Diệp Huyên bĩu môi, nhưng nghĩ đến điều gì đó, hắn đột nhiên hỏi, Diệp cô nương, vì sao cô không tin ta là con cưng của vũ trụ cửu duy? Diệp Chi Mệnh làm mặt lạnh, không đáp lời. Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh, cô nói thật cho ta biết, có phải cô biết vũ trụ cửu duy có tồn tại hay không đúng không? Diệp Chi Mệnh gật đầu, không có vũ trụ cửu duy. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tại sao? Diệp Chi Mệnh suy nghĩ một chút rồi nói, ta không biết phải nói thế nào với ngươi, nhưng chắc chắn không có vũ trụ cửu duy. Diệp Huyên lại hỏi, vậy cô có biết trước mắt thế giới duy độ cao nhất là gì không? Diệp Chi Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó bảo, chắc là đạo chủng và đạo đình. Đạo chủng đạo đình. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, không phải thế giới bà xa à? Diệp Chi Mệnh lắc đầu. Diệp Huyên còn định hỏi tiếp thì Diệp Chi Mệnh đã ngắt ngang, sở dĩ ngươi hỏi ta những điều này là muốn biết mấy thế lực đó có thể trở thành kẻ địch của ngươi không chứ gì. Diệp Huyên gật đầu. Hắn có đạo kinh, thứ này chuốc họa quá đi mất. Diệp Chi Mệnh lại nói, sự mạnh mẽ cùng tác dụng của đạo kinh vượt xa tưởng tượng của ngươi. Như hiện nay mà nói, chưa có thế lực nào là không nhom nhe đạo kinh, nhất là bản đạo kinh hoàn chỉnh. Đạo kinh được xưng là kinh khởi nguyên của võ đạo, người nghĩ thử xem, giá trị của nó cao bao nhiêu. Diệp Huyên nhẹ giọng đáp, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trời sao xa xa, Diệp cô nương, kiến thức của cô uyên bác đến thế, vậy cô có biết trên đời này có thánh vật chữa trị nào không? Diệp Chi Mệnh nói, đống tử khí bên trong cơ thể ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, đây là tử khí bản nguyên của đứa nhóc kia. Không được đâu. Diệp Chi Mệnh suy nghĩ một chút rồi nói, âm phủ có một thứ, gọi là Hoàng Tuyền Thánh Thủy, đây là thánh vật của âm phủ, theo truyền thuyết, chỉ cần thần hồn còn ở đấy, dù chỉ là một tia phân hồn, nước này cũng có thể khiến người ta cải tử hồi sinh. Tuy có thể là hơi nói quá một chút, nhưng thứ ấy thật sự có tác dụng rất lớn với việc trị liệu thần hồn.
Không chỉ thế, nó còn có thể tăng sức mạnh thần hồn lên rất nhiều. Vì vậy nước này cực kỳ quý giá, tương truyền, Hoàng Tuyền Thánh Hạ ở âm phủ phải chảy 5 vạn năm mới có thể kết tinh thành một giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy, địa vị của nó ở âm phủ chỉ kém mỗi đạo thạch. Diệp Huyên gật gật đầu rồi đăm chiêu. Diệp Chi Mệnh đang định nói tiếp thì Diệp Huyên bỗng nói, Diệp cô nương, đi một chuyến đến âm phủ với ta đi. Diệp Chi Mệnh liền đáp, không đi. Tại sao? Ta không muốn đi chịu đòn. Nói xong, nàng ta xoay người bỏ đi. Đến âm phủ à? Tên này điên rồi hả? Nơi đó không phải nơi người thường có thể đi vào đâu. Lúc này, Diệp Huyên vội vã đuổi theo Diệp Chi Mệnh, Diệp cô nương, chúng ta không phải đến âm phủ để đánh nhau đâu, chỉ đến tham quan thôi. Diệp Chi Mệnh dừng bước lại rồi lạnh lùng nói, vậy ngươi đi một mình đi. Ta không ngăn ngươi đâu. Diệp Huyên cười khổ, có cô đi theo thì ta an tâm hơn một tí. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, ta không muốn đi. Diệp Huyên vội vàng nói, Diệp cô nương, coi như cô đi theo ta để giải sầu thôi. Diệp Chi Mệnh hít sâu một hơi, sau đó hỏi, người đến âm phủ làm gì? Tìm đạo kinh, không phải cô bảo có 2 quyển đạo kinh ở âm phủ à? Ta đi tìm đạo kinh, ta vì cô đấy. Cô! Diệp Chi Mệnh đột nhiên cả giận nói, người nói tiếng người cho lão nương. Diệp Huyên cười khổ, cái cô này không dễ dụ xíu nào. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta không muốn ngồi đợi chết, cứ chờ bọn họ đến thì bị động quá rồi. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ngươi không có thực lực để đối kháng với họ. Vậy cũng không thể chỉ ngồi chờ chết. Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, âm phủ có đạo kinh. Ta biết âm phủ có đạo kinh, thế nhưng ngươi có biết đạo kinh ở trong tay người nào không? Không biết. Một quyển trong đó ở trên tay của người hiện tại người chắc chắn không thể đánh lại được, một quyển khác thì ở nơi người chắc chắn không thể đến được. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, vậy chẳng lẽ cứ ngồi đợi như vậy? Lẽ nào đạo kinh sẽ tự động rơi vào tay cô à? Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Diệp Huyên nghiêm túc nói, Diệp cô nương, ta cảm thấy chúng ta có thể liều mạng được. Bây giờ ngươi nên cố gắng tăng cường thực lực của bản thân đi. Diệp Huyên cười, âm phủ sẽ cho ta thời gian sao? Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài. Âm phủ sẽ không cho Diệp Huyên thời gian. Diệp Chi Mệnh lại nói, ngươi có thể bảo mộ Niệm Niệm đi theo chúng ta. Diệp cô nương, cô muốn lợi dụng Niệm tỷ à? Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Nàng ta đúng là vẫn không dám có ý đồ gì với mộ Niệm Niệm, người phụ nữ kia còn nham hiểm hơn so với Diệp Huyên. Nghĩ tới đây, nàng ta lại nhìn Diệp Huyên, lúc này đây, nàng ta nghĩ đến một câu, không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. 2 tỷ đệ này thật sự là cực phẩm của nhân gian. Một thích lừa, một thích láo. Một bên thực lực cực kỳ mạnh mẽ, một bên da mặt cực kỳ dày. Thực lực của Mộ Niệm Niệm cộng thêm sự không biết xấu hổ của Diệp Huyên, quả thật là vô địch nhân gian. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, thôi, Diệp cô nương không muốn thì cứ ở lại đây đi, ta đi một mình. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Chi Mệnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, người quen âm phủ lắm à? Diệp Huyên lắc đầu, chưa quen, nhưng đi dạo một lần là quen ngay. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, người đúng là nhân tài. Ta đi với ngươi. Diệp Huyên cười ha ha. Sau đó ôm chặt lấy Diệp Chi Mệnh, Diệp cô nương là tốt nhất. Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đừng ôm ta. Diệp cô nương, ta có quà cho cô. Cái gì? Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, một hình nhân gỗ xuất hiện trong tay hắn, người gỗ nhỏ này được đúc y hệt Diệp Chi Mệnh. Diệp Huyên đưa người gỗ nhỏ cho Diệp Chi Mệnh, Diệp cô nương, cho cô đó. Diệp Chi Mệnh nhìn món quà. Mặt vẫn lạnh tanh, không cần. Diệp Huyên nhét vào tay nàng ta, coi như để làm kỷ niệm. Diệp Chi Mệnh lạnh lùng hừ một tiếng, ra vẻ xem thường, chúng ta thì có kỷ niệm gì. Diệp Huyên cười nói, Chi Mệnh, chúng ta đến âm phủ đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, người gọi ta là Diệp cô nương được không? Diệp Huyên gật đầu, được thôi, Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh hít sâu một hơi, rất là tức giận. Nhưng nàng ta có thể làm gì với người không biết xấu hổ như này được? Diệp Chi Mệnh nhìn người gỗ nhỏ trong tay mình rồi cười lạnh, tay nghề kém quá đi mất. Nói xong, nàng ta cất hình nhân đi, sau đó biến mất ở giữa trường. Diệp Huyên an bài xong chuyện tình ở vũ trụ ngũ duy thì lập tức dẫn Diệp Chi Mệnh đi đến âm phủ. Còn đạo tam sinh thì hắn không dẫn theo, nếu dẫn cô nhóc đó đến âm phủ thì mới thật sự xảy ra chuyện lớn đấy. Cô nhóc đó quá hận thù âm phủ, nếu để nàng đến âm phủ thì chắc chắn sẽ làm ra chuyện sằng bậy. Hơn nữa vũ trụ ngũ duy hiện tại cần một cường giả siêu cấp ở lại trấn thủ. Trong tinh không mờ mịt, Diệp Huyên ngự kiếm tiến lên, bên cạnh hắn là Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh nhìn tinh không phía xa, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyên chợt nói, Chi Mệnh, hình như cô rất rõ về âm phủ. Diệp Chi Mệnh liếc nhìn Diệp Huyên, hừ lạnh một tiếng, ngươi là muốn biết thân phận thật sự của ta thôi. Diệp Huyên gật đầu, đúng thật là rất hiếu kỳ. Vẻ mặt Diệp Chi Mệnh vô tình, không nói gì. Thấy Diệp Chi Mệnh không nói, Diệp Huyên cũng không hỏi lại, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Tập trung tĩnh khí. Hắn tính toán một chút. Thực lực hiện tại của hắn có lẽ có thể sánh ngang với cao thủ cảnh giới chứng đạo chân chính. Đương nhiên, hắn cũng không nắm chắc có thể thắng tuyệt đối. Cảnh giới chứng đạo. Cao thủ như vậy, hắn không dám xem thường. Lúc này, bỗng nhiên Diệp Chi Mệnh lại nói, bây giờ ngươi đã hợp nhất vũ trụ ngũ duy, vũ trụ lục duy và tu di thần quốc cùng với vùng cực lạc, lại thêm ngươi nguyện ý chia sẻ đạo kinh. Qua một thời gian nữa, thế lực của ngươi cũng không kém âm phủ. Chia sẻ đạo kinh. Có thể nói, bây giờ Diệp Huyên là dùng sức mình nâng cao thể lực tổng thể các thế lực lớn. Đối với Diệp Huyên mà nói, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, bên hắn sẽ xuất hiện rất nhiều cao thủ siêu cấp. Với những người như A La và A Tử, một khi đạt đến độn nhất chân chính thì chắc chắn có năng lực chiến đấu với cao thủ cảnh giới chứng đạo. Diệp Huyên cười nói, âm phủ sẽ không cho ta nhiều thời gian như vậy. Diệp Chi Mệnh gật đầu, khẽ nói, đúng là vậy. Diệp Huyên lại hỏi, Chi Mệnh, tam sinh thật sự chỉ là một tảng đá sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, là một tảng đá, nhưng không phải một tảng đá bình thường, nàng ấy được gọi là đạo thạch, có thể nói, nàng ấy cũng đặc biệt như đạo kinh vậy. Diệp Huyên hỏi, cô biết lai lịch nàng ấy không? Diệp Chi Mệnh gật đầu, biết một chút. Diệp Huyên vội hỏi, có thể nói được không? Diệp Chi Mệnh lạnh giọng nói, người tự đi hỏi nàng ấy đi. Diệp Huyên lắc đầu, nàng ấy sẽ không chịu nói. Diệp Chi Mệnh nói, vậy ta cũng không thể nói. Diệp Huyên không nói gì. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên Diệp Huyên phát hiện cảnh tượng xung quanh đã bắt đầu thay đổi. Diệp Chi Mệnh nói, chúng ta đến rồi. Nói rồi, nàng ta và Diệp Huyên đã đi vào một khu vắng vẻ, điểm cuối vùng hoang vắng này tối đen như mực. Diệp Huyên nhìn một vùng đen tối đó, bên kia chính là âm phủ sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, ánh mắt nghiêm túc, đúng vậy, người dương gian chỉ cần bước vào khu vực đó thì thân xác sẽ bị ăn mòn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn đưa Diệp Chi Mệnh đến trước nơi tối đen đó, trước mặt hai người họ, Diệp Huyên lại phát hiện một đường màu đỏ. Đường màu đỏ đó khắc trên mặt đất, kéo dài hai bên, không thấy điểm cuối. Bên phải sợi dây đỏ là dương gian, bên trái lại là âm phủ. Diệp Chi Mệnh chỉ vào sợi dây, đây chính là ranh giới đạo, trước kia được một vị toàn năng đặt ở đây, ngăn cách dương gian và âm phủ. Nói đến đây, đột nhiên nàng ta trừng mắt nhìn Diệp Huyên, đừng hỏi ta người toàn năng đó là ai, ta không biết. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh nhìn ranh giới đạo đó, thật ra, rất lâu về trước, kết giới này vô cùng mạnh, mạnh đến mức cao thủ cảnh giới chứng đạo cũng không dám lại gần nó, mà bây giờ, sức mạnh của nó đã không còn như lúc trước nữa rồi. Nói đến đây, ánh mắt nàng ta chợt có phần phức tạp. Đại đạo. Thế gian thật ra có rất nhiều đại đạo đều đã bị đảo ngược, các loại trật tự giữa đất trời thật ra từ rất lâu trước đây đã rất loạn rồi. Trật tự hiện tại lúc này hoàn toàn khác với trước đây.
Diệp Huyên bỗng nói, chúng ta phải đi qua, thì phải giải quyết ranh giới đạo này trước. Diệp Chi Mệnh gật đầu, không thể để lực lượng đạo tắc của nó dính lên người ngươi, như vậy, sau khi ngươi đi vào âm phủ, thân xác sẽ không bị ăn mòn. Đương nhiên, cho dù không có đạo tắc thì thân xác ngươi có thể cũng sẽ không bị ăn mòn. Nàng ta không hề quên, Diệp Huyên có tử vực. Diệp Huyên vội nói, vậy chúng ta đi vào. Diệp Chi Mệnh vô cảm, ngươi đi đi. Diệp Huyên chớp mắt, còn vấn đề gì sao? Diệp Chi Mệnh nói, chỉ cần ngươi dám vượt qua ranh giới này thì lực lượng đạo tắc bên trong ranh giới đạo này sẽ tấn công ngươi. Ngươi hiện tại có lẽ cũng có thể chống đỡ được, nhưng nếu như vậy, sẽ gây ra động tĩnh lớn, sẽ bị âm phủ phát hiện. Diệp Huyên trầm giọng nói, cũng có nghĩa chỉ có thể lén lút đi qua sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng. Diệp Huyên cười nói, Chi Mệnh, cô có cách không? Diệp Chi Mệnh im lặng một lúc rồi nói, người có thể dùng kiếm vực thử xem. Kiếm vực. Diệp Huyên gật đầu, hắn đi đến trước ranh giới đạo kia, thi triển kiếm vực. Sau khi kiếm vực bao phủ lấy ranh giới đạo đó, vẻ mặt hắn thoáng chốc trở nên tái nhợt. Hắn vội thu hồi kiếm vực, sau đó quay sang nhìn Diệp Chi Mệnh, chuyện này. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, không được, kiếm vực của ngươi không chịu nổi lực lượng ranh giới đạo này. Diệp Huyên nhíu mày, vậy phải làm sao? Diệp Chi Mệnh nhìn ranh giới đạo kia một lúc lâu, rồi nói, ngươi có thể thử khai thông nó xem. Diệp Huyên chớp mắt, cô nói là nó có linh hồn. Diệp Chi Mệnh gật đầu, có, nhưng, ta cảm thấy có thể nó sẽ không quan tâm đến ngươi. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Diệp Chi Mệnh lạnh giọng, thực lực của ngươi chưa đủ mạnh. Diệp Huyên nhếch miệng, ta có cách. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, chỉ thấy Diệp Huyên lấy ra một thanh kiếm, chính là kiếm của người đàn ông áo xanh. Kiếm linh. Diệp Huyên cầm kiếm linh đi đến trước ranh giới đạo, sau đó hắn cầm kiếm nhẹ nhàng chạm vào ranh giới đạo. Một luồng sức mạnh đột nhiên đánh mạnh khiến Diệp Huyên liên tục lùi ra sau. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, hắn liếc nhìn thanh kiếm, ánh mắt nghi hoặc, mặt mũi người đàn ông áo xanh này không đủ để xem trọng sao. Ngay lúc này, ranh giới đạo kia đột nhiên khẽ dao động, ngay tiếp đó, một luồng sáng đỏ từ bên trong phóng ra, bên trong chợt có một cô gái xuất hiện. Cô gái khoảng chừng 15-16 tuổi, nàng ta mặc váy đỏ, gương mặt như vẽ, tuổi tác tuy nhỏ nhưng lại khuynh quốc khuynh thành. Linh của ranh giới đạo. Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh liếc nhìn Diệp Huyên, tên này thật sự đã khiến linh của ranh giới đạo phải xuất hiện rồi. Mẹ nó, đây là thiên tài thế nào chứ? Cô gái nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi không phải chủ nhân của thanh kiếm này. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Đột nhiên cô gái bước ra một bước đi về phía trước, vừa bước ra nàng ta đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, nàng ta cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, chủ nhân kiếm này đang ở đâu? Mắt Diệp Huyên khẽ giật, không ở chỗ này. Cô gái đột nhiên giận dữ, không ở nơi này. Ngươi đang đùa với ta sao? Nói rồi, nàng ta đột nhiên đánh mạnh một quyền. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hắn cầm kiếm chắn ngang. Diệp Huyên thoáng chốc đã lùi lại cả nghìn trượng, khi hắn vừa dừng lại, da thịt trước ngực hắn lập tức rạn nứt, một sức mạnh điên cuồng hủy diệt thân thể hắn. Diệp Huyên kinh sợ trong lòng. Hắn vội sử dụng kiếm vực, dùng kiếm vực để trấn ám sức mạnh thần bí này. Mà lúc này, cô gái nhỏ kia lại xuất hiện trước mặt hắn, nàng ta đang định ra tay thì Diệp Huyên vội nói, ngươi mà ra tay nữa, ta sẽ gọi hắn ta ra đánh ngươi đấy. Cô gái nhỏ nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không nói gì. Lúc ấy, cô gái nhỏ chợt nói, người phía sau ngươi là ai? Diệp Huyên theo bản năng quay đầu lại. Thế nhưng phía sau lại trống không, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, thầm nghĩ không tốt, hắn vội vàng quay đầu, mà lúc này cô gái nhỏ đã đánh một quyền vào bụng hắn rồi. Diệp Huyên lập tức bay ra ngoài nghìn trượng, mà lúc này, không gian những nơi hắn đi qua đều sụp đổ toàn bộ, không gian trong vòng nghìn trượng trước mặt cô gái nhỏ trong thoáng chốc biến thành hư vô. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, miệng đã chảy máu tươi. Mà thân xác hắn lại càng thảm không chịu nổi, nứt vỡ như mạng nhện, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Diệp Huyên chùi vết máu khóe miệng,
hắn nhìn cô gái nhỏ ở phía xa, tức giận nói, ngươi chơi dơ nha. Mẹ nó, hắn thật sự không ngờ cô nhóc này lại chơi bẩn. Thực lực cô gái nhỏ kinh khủng đến vậy, sao hắn có thể nghĩ nàng ta sẽ chơi bẩn chứ? Khí khái của cao thủ đâu rồi? Cô gái nhỏ vỗ vỗ tay, nàng ta lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ở dương gian không an phận thì thôi vậy, đến âm phủ mà các người cũng không an phận, thật sự rất phiền a. Nói xong, nàng ta lại định ra tay. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chập hai tay thành hình chữ thập, thoáng chốc, một luồng sức mạnh kinh thiên động địa đột nhiên tập trung trong cơ thể hắn. Thấy vậy, Diệp Chi Mệnh bên cạnh cũng giật mắt. Võ học đạo kinh. Lúc này, cô gái nhỏ kia dừng lại, nàng ta nhìn Diệp Huyên nhíu chặt mày, chiêu thức này của ngươi là gì? Xem ra cũng có vẻ lợi hại. Diệp Huyên nhìn cô gái chằm chằm, võ học ta tự sáng tạo, ngươi muốn thử không? Tự sáng tạo. Diệp Chi Mệnh bên cạnh nhếch miệng, trời à, hắn còn có mặt mũi nói vậy sao? Tự sáng tạo. Thật sự chẳng cần mặt mũi gì nữa. Cô gái nhỏ nhìn Diệp Huyên, ngươi tự sáng tạo. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Cô gái nhỏ ngẫm nghĩ, sau đó nói, trước tiên ngươi đừng dùng chiêu này, chúng ta nói chuyện đã. Diệp Huyên. Cô gái nhỏ liếc nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, rồi nói, ngươi có thể nói cho ta biết chủ nhân thanh kiếm này đang ở đâu không? Diệp Huyên trầm giọng nói, ở một nơi rất xa xôi. Cô gái nhỏ lại hỏi, người quen rất rõ sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, lại nói, hắn là đại ca của ta. Diệp Chi Mệnh. Cô gái nhỏ nhíu mày, vậy tại sao hắn mạnh như vậy mà ngươi thì lại yếu như thế? Diệp Huyên khẽ nhếch miệng, ta yếu sao? Cô gái nhỏ nhìn Diệp Huyên, chẳng lẽ không yếu sao? Diệp Huyên lạnh giọng nói, ngươi nói thẳng mục đích ngươi đi. Cô gái nhỏ ngẫm nghĩ sau đó nói, là như vậy, người giúp ta gọi chủ nhân thanh kiếm này ra, sau đó để hắn giúp ta một chuyện. Diệp Huyên cười nói, dựa vào cái gì? Cô gái nhỏ nhìn Diệp Huyên, không nói gì, nhưng bất giác nàng ta lại siết chặt hai tay. Diệp Huyên cũng không sợ, hai tay hắn chập lại niệm chí, sức mạnh trên người càng lúc càng tỏa ra mạnh mẽ. Đại chiến căng thẳng. Đột nhiên Diệp Huyên lại nói, ngươi muốn để hắn giúp ngươi cái gì? Cô gái nhỏ lạnh giọng nói, giúp ta chém một thứ trên người ta. Diệp Huyên hỏi, thứ gì? Cô gái nhỏ nhìn Diệp Huyên, có chút không vui, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, hay là, chúng ta làm giao dịch đi. Cô gái nhỏ khẽ nhíu mày, giao dịch. Diệp Huyên gật đầu, ta giúp ngươi tìm kiếm tu kia, ngươi xem thế nào. Cô gái nhỏ nhìn Diệp Huyên, ngươi muốn có được gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, cái gì ta cũng không cần. Cô gái nhỏ nhíu mày, có ý gì? Diệp Huyên chân thành nói, có thể giúp đại đạo trong truyền thuyết làm chút chuyện, đó là vinh hạnh của Diệp Huyên ta, sao ta còn có thể nói đến yêu cầu chứ? Không, ta không muốn bất kỳ báo đáp nào cả, thật đó. Khóe miệng Diệp Chi Mệnh khẽ run. Cô gái nhỏ nhìn Diệp Huyên, ánh mắt địch ý đã giảm đi nhiều, người so với mấy tên từ dương gian kia trông thuận mặt hơn chút đấy. Nói rồi, nàng ta điểm ngón tay, một bình ngọc rơi xuống trước mặt Diệp Huyên, trước tiên lấy cái này trị thương đi. Diệp Chi Mệnh. Diệp Huyên nhận lấy bình ngọc, bên trong có một viên đan dược màu trắng, đan dược nhẵn mịn tròn trịa, tỏa ra mùi dược liệu thấm vào lòng người. Hắn không hề nghi ngờ, trực tiếp nuốt xuống. Nếu đối phương muốn đánh chết hắn thì có lẽ còn có cơ hội, nhưng nếu muốn hạ độc chết hắn thì không thể. Đan dược vào trong cơ thể, một luồng năng lượng tinh thuần từ trong cơ thể hắn nhanh chóng lan ra, sau đó lan vào khắp tứ chi hắn. Diệp Huyên lạnh run cả người. Thật thoải mái. Cảm giác như thể rất kỳ diệu. Diệp Chi Mệnh bên cạnh liếc nhìn Diệp Huyên, nàng ta phát hiện. Ta này không chỉ mặt dày mà còn rất biết nịnh nọt. Sau này phải đề phòng một chút, nếu không sẽ dễ bị như vậy. Không lâu sau, thân thể Diệp Huyên khôi phục lại bình thường. Lúc này, cô gái nhỏ bên cạnh đột nhiên lại hỏi, các người muốn đến âm phủ. Diệp Huyên gật đầu, tiền bối, thực không dám giấu,
chúng ta đi lần này là đến âm phủ, chỉ là thực lực ta khá yếu. Cô gái nhỏ đánh giá Diệp Huyên, thực lực ngươi cũng không xem là yếu. Diệp Huyên cười khổ, ngay cả hai chiêu của tiền bối ta cũng không đỡ được. Cô gái nhỏ lạnh giọng nói, dù là ở âm phủ cũng không có bao nhiêu người có thể đỡ được hai chiêu của ta, ngươi cũng không tệ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó trầm giọng nói, vậy thì đó không phải là ta quá yếu, mà là tiền bối quá mạnh. Diệp Chi Mệnh. Cô gái nhỏ khẽ gật đầu, có lý. Nói rồi, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, thường nói loài người rất gian xảo quỷ quyệt, xem ra cũng không hẳn là vậy, trong loài người vẫn còn có vài người thành thật. Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh nghe thấy lập tức lắc đầu. Nàng ta chợt phát hiện một vấn đề, đó chính là cái tên Diệp Huyên này có thể đi đến ngày hôm nay không phải là không có đạo lý. Da mặt dày, biết nịnh nọt, biết a dua nịnh hót, gió chiều nào theo chiều đó. Quan trọng nhất là tên này lại còn là một kiếm tu. Mà chuyện kiếm tu coi trọng là nhìn thẳng vào tâm mình, nhưng tên này lại làm những chuyện như vậy, trước giờ không hề lại trái với tâm mình, không những vậy, kiếm đạo lại càng lúc càng mạnh. Đơn giản chính là kỳ tích. Kỳ tích siêu cấp trong giới kiếm tu. Cách đó không xa, cô gái nhỏ lại nói về chuyện của kiếm tu kia xem nào. Diệp Huyên gật đầu, ông ta là sư phụ ta. Sư phụ. Cô gái nhỏ quan sát Diệp Huyên, gật đầu, trình độ kiếm đạo của ngươi không tệ, tự mình một đạo, hiếm thấy. Diệp Huyên có phần kích động, có thể được tiền bối công nhận, vãn bối thụ sủng nhược kinh. Nếu có thể được tiền bối chỉ điểm. Chỉ điểm. Cô gái nhỏ ngẫm nghĩ, có phần khó xử. Thật ra, sở trường nàng ta không phải kiếm đạo, nhưng lúc này nếu không chỉ điểm đôi chút, há chẳng phải rất mất mặt sao? Cô gái nhỏ suy nghĩ một lúc, sau đó nói, kiếm đạo của ngươi tự mình sáng tạo, muốn đột phá lần nữa thì nhất định phải chứng đạo, dùng kiếm chứng đạo. Dùng kiếm chứng đạo. Diệp Huyên khẽ chớp mắt, dùng kiếm chứng đạo thế nào? Cô gái nhỏ mở lòng bàn tay, kiếm của Diệp Huyên lại xuất hiện trong tay nàng ta cầm kiếm, khẽ vẽ một đường, chỉ chớp mắt, không gian xung quanh Diệp Huyên đột nhiên bị một sợi dây màu đỏ máu khóa lại. Cô gái nhỏ nhìn Diệp Huyên, người đi ra thử xem. Diệp Huyên gật đầu, hắn bước ra một bước, thế nhưng hắn vừa bước ra sợi dây đỏ đó thì thân xác lập tức bắt đầu bị thối rữa. Diệp Huyên kinh sợ trong lòng, vội vàng lùi lại, hắn nhìn cô gái nhỏ tiền bối, đây là. Cô gái nhỏ chỉ một điểm, kiếm trong tay nàng ta vững vàng rơi xuống trước mặt Diệp Huyên, đây là đạo của ta, ranh giới đạo này là toàn bộ kết giới chi nguyên mà ta sở hữu. Chỉ cần ta nguyện ý thì ta có thể dễ dàng phong ấn cả vũ trụ này. Diệp Huyên im lặng. Phong ấn cả vũ trụ này. Cô gái này so với mình tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Cô gái nhỏ lại nói tiếp, trong kiếm đạo của ngươi có ẩn chứa biến số, nhưng lại không có chứng đạo, biến số thiên hạ dù có thay đổi thế nào thì bản chất vẫn không đổi. Ngươi nhất định phải thật sự nắm chắc quy tắc biến hóa này, sau đó dùng kiếm chứng đạo. Để kiếm của mình biến thành độc nhất vô nhị. Diệp Huyên khiêm tốn xin chỉ giáo, dùng kiếm chứng đạo, là kiếm chứng đạo, hay là người chứng đạo? Cô gái nhỏ chớp mắt, có khác biệt gì sao? Diệp Huyên ngây người, sau đó cười nói, ta hiểu rồi. Không có gì khác biệt. Bởi vì hắn đã tu luyện đến cấp bậc người và kiếm hợp nhất, kiếm chính là Diệp Huyên hắn, mà Diệp Huyên hắn cũng chính là kiếm. Vì vậy, hắn có thể dùng kiếm để chứng đạo. Cô gái nhỏ khẽ gật đầu, hiểu được là tốt rồi. Diệp Huyên nhìn cô gái nhỏ, nghiêm túc nói, hôm nay nghe tiền bối nói những lời này, còn hơn cả 10 năm đọc sách, đã được chỉ dạy rồi. Cô gái nhỏ trầm mặc một lúc rồi hỏi, thật sự ngươi không thể liên lạc được sư phụ ngươi sao? Diệp Huyên gật đầu, cười khổ, ông ấy đã đến một nơi rất xa rồi. Cô gái nhỏ im lặng. Diệp Huyên bỗng nói, tiền bối, như thế này thì sao, một khi có tung tích của sư phụ, ta sẽ lập tức báo cho ngươi, sau đó để ông ấy đến giúp tiền bối. Cô gái nhỏ nhìn Diệp Huyên, ông ta sẽ giúp ta sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, nếu để sư phụ biết tiền bối vừa mới chỉ điểm cho ta, chắc chắn sư phụ sẽ rất cảm kích trong lòng. Tiền bối yên tâm, chỉ cần ông ấy xuất hiện,
ta nhất định sẽ để ông ấy giúp đỡ tiền bối, báo đáp ơn đức tiền bối chỉ điểm hôm nay. Cô gái nhỏ gật đầu, chỉ có thể như vậy thôi. Đột nhiên Diệp Huyên lại nói, tiền bối xưng hô thế nào? Cô gái nhỏ đáp, Mục Sinh. Mục Sinh. Diệp Huyên gật đầu, Mục Sinh cô nương. Nói rồi, hắn do dự một lát, sau đó nói, ta gọi người như vậy, người không để tâm chứ. Bởi vì ta cảm thấy người rất trẻ tuổi xinh đẹp, gọi tiền bối thực sự có phần không hợp. Diệp Chi Mệnh. Cô gái nhỏ đáp, chẳng qua chỉ là xưng hô mà thôi, người gọi thế nào cũng được. Diệp Huyên gật đầu, được, Mục Sinh. Mục Sinh. Cô gái nhỏ. Diệp Chi Mệnh. Đột nhiên Diệp Huyên chỉ về âm phủ phía xa, Mục Sinh, theo như ta biết, âm phủ không thể đến dương gian, nhưng trước đó. Nghe vậy, ánh mắt Mục Sinh bỗng chốc lạnh băng, tựa như băng tuyết nghìn năm, khiến người ta không rét mà run, đám tạp chủng đó. Diệp Huyên nhìn Mục Sinh, có phần hiếu kỳ, bọn họ đã làm gì? Vẻ mặt Mục Sinh vô cảm, trước đây bọn chúng có người cưỡng ép ngăn ta lại, sau đó nhân lúc ta không đề phòng đã để một vài tạp chủng âm phủ chạy ra. Diệp Huyên tức giận nói, bọn họ lại dám làm ra chuyện như vậy. Mục Sinh nhìn về phía âm phủ, ánh mắt lạnh băng, đám tạp chủng đó gần đây không hề an phận. Diệp Huyên chợt nói, Mục Sinh, ta muốn đến âm phủ một chuyến. Mục Sinh nhíu mày, người muốn đến âm phủ. Diệp Huyên gật đầu. Mục Sinh lắc đầu, thực lực của ngươi vẫn không đủ, đi qua bên đó sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Huyên nói, không sao, ta sẽ cẩn thận. Mục Sinh nhìn Diệp Huyên, người đến đó làm gì? Diệp Huyên trầm giọng nói, thực không dám giấu, chúng ta muốn đến nơi đó tìm một vài bảo vật. Mục Sinh trầm mặc một lúc, rồi nói, ngươi chắc chắn muốn đi qua đó. Diệp Huyên gật đầu. Mục Sinh nói, vậy ta sẽ giúp ngươi. Diệp Huyên hỏi, giúp gì cơ? Mục Sinh nói, ta có hai người bạn ở âm phủ, bọn họ là Mạn Châu và Sa Hoa, nhưng bởi vì một vài nguyên nhân, nên bọn họ bị nhốt ở âm phủ. Người có thể giúp ta gọi bọn họ ra không? Không được. Lúc này, Diệp Chi Mệnh cách đó không xa đột nhiên lên tiếng. Diệp Huyên nhìn sang Diệp Chi Mệnh, có phần kỳ quái, Chi Mệnh, sao vậy? Diệp Chi Mệnh không quan tâm Diệp Huyên, nàng ta nhìn Mục Sinh, vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù con người hắn có chút gian xảo, nhưng lại không có ý hại ngươi, tại sao ngươi lại muốn hại hắn? Nghe vậy, Diệp Huyên lại nhìn Mục Sinh. Xem ra chuyện không hề đơn giản như vậy. Mục Sinh liếc nhìn Diệp Chi Mệnh, các người muốn đến âm phủ, ta có thể giúp các người. Còn nữa, ta không muốn hại hắn, mặc dù hắn giúp ta làm chuyện này sẽ bị dính phải nhân quả thị phi, nhưng làm ơn đi, sư phụ hắn lợi hại như vậy, hắn còn sợ gì? Diệp Huyên nhếch miệng, xong rồi. Hiểu lầm này lớn quá rồi. Đối phương thật sự cho rằng người đàn ông áo xanh là sư phụ của mình rồi. Diệp Chi Mệnh quay đầu nhìn Diệp Huyên, đừng đồng ý chuyện này. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Diệp Chi Mệnh thấp giọng nói, hai người bạn kia của nàng ta thật ra chính là Hoa Bỉ Ngạn, vật tà ác nhất của âm phủ, đừng nói là ngươi mà những người khác ở âm phủ cũng không dám dây vào Hoa Bỉ Ngạn này. Diệp Huyên nói, có tà ác như nguyên nhân tai ách không? Diệp Chi Mệnh nghẹn lời không nói gì. Diệp Huyên nhìn Mục Sinh, cười nói, tiền bối, ta đồng ý với ngươi, nhưng, ta cần ngươi giúp ta chút chuyện. Mục Sinh nhìn Diệp Huyên, vốn dĩ là ta muốn tự mình đi, nhưng ta không thể rời khỏi nơi này, một khi rời khỏi thì âm phủ và dương gian sẽ mất cân bằng, đến lúc đó, âm phủ sẽ nhân cơ hội làm loạn. Đương nhiên, ngươi là một người thành thật, ta cũng không muốn lừa dối ngươi, ngươi làm chuyện này sẽ rất nguy hiểm. Nhất là có khả năng bị dính phải một vài nhân quả thị phi. Diệp Huyên thấp giọng nói, tiền bối, thực không dám giấu, ta cũng không muốn đi, nhưng vừa nãy tiền bối đã chỉ điểm cho ta, Diệp Huyên ta là một người biết báo ân báo đức, nếu tiền bối đã cần thì Diệp Huyên ta dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng phải làm. Nghe vậy, Mục Sinh do dự chốc lát rồi nói, con người ngươi, quá lương thiện. Lúc này, trong lòng nàng ta chợt có chút áy náy. Diệp Chi Mệnh. Mục Sinh đột nhiên thấp giọng thở dài, để ngươi đi như vậy, quả thực có phần không nhân nghĩa. Nói xong,
Nàng ta lấy ra một viên đá to bằng lòng bàn tay đưa cho Diệp Huyên, vật này là cột mốc, vào thời khắc quan trọng, ngươi có thể dùng đến nó sẽ thi triển kết giới một lần, dù là chủ nhân âm phủ, ngươi cũng có thể nhốt đối phương được một thời gian. Diệp Huyên vội nhận lấy giới thạch kia rồi nói, đa tạ. Mục Sinh đột nhiên điểm ngón tay, hai luồng sáng đen đi vào trong cơ thể Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh, mà lúc này, thân xác hai người đã biến mất không dấu vết. Thân xác vẫn còn nhưng mắt thường không thể nhìn thấy. Mục Sinh nói, ta đã làm thân xác và sinh khí trên người các người biến mất, cứ như vậy thì sau khi các người đến âm phủ sẽ không bị ai phát hiện, nhưng vẫn phải cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, vậy Mục Sinh, chúng ta cáo từ từ đây. Mục Sinh gật đầu, nếu không thể thì cũng không cần miễn cưỡng. Diệp Huyên khẽ cười, hắn kéo theo sắc mặt Diệp Chi Mệnh khó coi ở bên cạnh rời đi. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên hắn dừng lại, sau đó quay người nhìn Mục Sinh, Mục Sinh, ta không thể cam đoan chắc chắn có thể cứu được bạn ngươi, nhưng ta sẽ cố hết sức. Nói đến đây, đột nhiên hắn truyền âm huyền khí cho Mục Sinh. Mục Sinh nhìn Diệp Huyên, một lúc sau, nàng ta gật đầu, được. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó kéo Diệp Chi Mệnh biến mất nơi phía xa. Mục Sinh nhìn về phía âm phủ, không biết đang nghĩ gì. Bọn họ đã làm một cuộc giao dịch nhỏ. Ở phía xa, Diệp Chi Mệnh không nói lời nào, vẻ mặt lạnh băng. Diệp Huyên cười nói, đừng giận nữa. Diệp Chi Mệnh cười lạnh, ta giận gì chứ? Dù sao cũng không phải là ta gặp xui. Diệp Huyên khẽ cười nói, không có Mục Sinh giúp đỡ, chúng ta sẽ không vào được. Diệp Chi Mệnh thở dài một hơi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, người nghĩ là người kiếm lời được sao? Ngươi biết Mạn Châu xa hoa là gì không? Đó là hoa bỉ ngạn, vật tà nhất của âm phủ, cũng được gọi là hoa cấm kỵ, quan trọng nhất là, hoa này có nhân quả lớn. Diệp Huyên nhíu mày, một đóa hoa. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, đó không phải là hoa bình thường. Nói rồi, nàng ta thấp giọng thở dài, hoa bỉ ngạn, nở một vạn năm, rơi một vạn năm, hoa và lá vĩnh viễn không gặp nhau. Tình không vì nhân quả. Duyên đã định sống chết. Diệp Huyên nhíu chặt mày, Mạn Châu và Sa Hoa không phải đều là nữ sao? Yêu nhau. Vẻ mặt Diệp Chi Mệnh vô cảm, nữ với nữ thì không thể yêu nhau sao? Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh lại nói, Phật nói, dị tính chỉ là để sinh sản, đồng tính mới là chân ái. Diệp Huyên nghe mà há hốc mồm. Dị tính chỉ là để sinh sản, đồng tính mới là chân ái. Diệp Huyên quan sát Diệp Chi Mệnh, suy nghĩ của cô gái này có phần nguy hiểm thật. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên có chút nghi ngờ, Chi Mệnh, câu nói thật sự là Phật nói sao? Vẻ mặt Diệp Chi Mệnh vô cảm, muốn tin thì tin. Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh, ta đã từng xem không ít kinh Phật, hình như không có câu nào Phật nói như vậy cả. Diệp Chi Mệnh vô cảm, người chưa từng xem thì có nghĩa là không có sao. Diệp Huyên không biết phải nói gì. Phật nào lại nói mấy lời vô nghĩa như vậy chứ? Đùa sao? Ngay lúc này, Diệp Chi Mệnh chợt dừng lại, nàng ta nhìn về phía xa, cách đó không xa có một luồng hơi thở u ám kéo đến. Diệp Huyên cũng dừng lại, hắn nhìn về phía xa, cách bọn họ mấy trăm trượng, một luồng hơi thở u ám đang kéo đến, rất nhanh sau đó, hắn nhìn thấy một vài âm hồn kéo về phía bọn họ. Linh hồn. Lúc này, kiếm chấn hồn trong cơ thể Diệp Huyên lại dục dịch trỗi dậy. Thật ra, khi hắn vừa mới vào âm phủ thì kiếm chấn hồn cũng đã chuyển động rồi. Nơi này đối với nó mà nói, chính là thiên đường nhân gian. Thế nhưng, Diệp Huyên lại không cho nó hấp thụ, lần này hắn đến, còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, còn về chuyện hấp thụ linh hồn, hắn tin sau này chắc chắn sẽ còn có nhiều hơn. Diệp Chi Mệnh chợt nói, những thứ này có lẽ là âm binh. Diệp Huyên nói, hình như bọn chúng đang xông về phía chúng ta. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng. Ngươi mau mau nghĩ cách làm sao lừa bịp đi. Diệp Huyên. Lúc này, những âm binh kia đã đến trước mặt Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh. Âm hồn dẫn đầu nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt không tốt, các người. Lúc đó, đột nhiên Diệp Huyên lấy kiếm chấn hồn ra. Tiếp đó, những âm hồn trước mặt hắn lập tức bị kiếm chấn hồn hấp thụ.
Diệp Huyên lập tức thu kiếm trấn hồn vào trong tháp giới ngục. Diệp Chi Mệnh bên cạnh chợt nói, ta nhầm rồi. Diệp Huyên nghe thấy mà như lọt vào sương mù, Diệp Chi Mệnh lại nói tiếp, chỉ có người mạnh hơn ngươi, ngươi mới có thể lừa bịp. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh đi về phía xa. Diệp Huyên nói, Chi Mệnh, có phải bởi vì lúc trước tôi với Mục Sinh như vậy nên cô mới xem thường ta không? Diệp Chi Mệnh không nói gì. Diệp Huyên cười nói, cảm thấy ta không cứng cáp. Diệp Chi Mệnh nói, ngươi và nàng ta vốn không nhất thiết phải trở thành kẻ địch, sở dĩ nàng ta ra tay khiến ngươi bị thương là vì ngươi tự thiện vào giới, nàng ta ra tay không phải là nhằm vào ngươi, mà là do trách nhiệm. Nói đơn giản thì ngươi không cần phải kết thù hận với nàng ta, mà ngươi dùng phương thức đó làm hòa quan hệ với nàng ta, thậm chí có thể nói là kết giao với nàng ta, đây là thủ đoạn. Ngươi sống ở trên đời, thực lực rất quan trọng, nhưng cảm xúc và thủ đoạn cũng rất quan trọng. Điểm này, ta lại rất khâm phục ngươi, bởi vì về mặt này thì ngươi lợi hại hơn ta rất nhiều. Diệp Huyên nói, vậy cô cảm thấy ta với cô ở cùng nhau, cũng là lừa dối cô, lợi dụng cô. Diệp Chi Mệnh liếc nhìn Diệp Huyên, tự mình cười giễu, là ta vẫn luôn lợi dụng ngươi. Ta tiếp cận ngươi, vốn mục đích không đơn thuần, cho dù ngươi lợi dụng ngược lại ta, thì cũng không có gì đáng trách, ta có tư cách gì oán trách ngươi chứ. Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh, vậy tại sao ngươi lại tức giận? Diệp Chi Mệnh, ta không tức giận. Diệp Huyên đang muốn nói gì đó, đột nhiên Diệp Chi Mệnh dừng bước, nàng ta nhìn Diệp Huyên, tại sao ngươi lại ngốc như vậy? Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh chỉ vào bản thân mình, ngươi biết rõ ta đang lợi dụng ngươi, nhưng ngươi vẫn để ta đi theo ngươi, tại sao? Diệp Huyên cười nói, Chi Mệnh, sao cô không đổi góc độ vấn đề mà nghĩ? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên nói, cô đi cùng ta, mục đích không đơn thuần, nhưng cô cũng giúp ta mà. Không có cô, ta không thể đạt được đốn nhất chân chính, không có cô, ta không thể tu luyện được võ học đạo kinh, không có cô, mấy người A-La cũng không thể đạt được đốn nhất chân chính trong thời gian ngắn như vậy được, không có cô ta càng không thể có được quyển đạo kinh của Phật gia kia. Diệp Chi Mệnh im lặng. Diệp Huyên cười nói, Chi Mệnh, có lẽ chúng ta gặp gỡ cũng là một chuyện có kế hoạch, là một ác duyên, nhưng ta cảm thấy con người cô không tệ, vì vậy, ta nguyện ý làm bạn cùng cô. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, sai này ngươi sẽ bị ta hại thảm. Diệp Huyên khẽ cười, là bạn bè, Diệp Huyên ta thật sự có thể giúp đỡ không tiếc mạng. Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài, tên ngốc. Thật ra, từ khi quen biết với Diệp Huyên, nàng phát hiện ra một vấn đề, Diệp Huyên rất không thực tế, nhưng hắn đối xử với bạn bè và những người bên cạnh lại rất thật lòng. Nàng ta biết, sở dĩ bên cạnh Diệp Huyên có thể tập hợp nhiều người như vậy, ngoài đạo kinh ra, nguyên nhân quan trọng hơn chính là cái này. Ở thế giới kia của nàng ta, vì đạo kinh, đừng nói đến bạn bè, mà cha con cũng sẽ trở mặt. Nhưng, Diệp Huyên nguyện ý chia sẻ đạo kinh cùng những người bên cạnh. Mà đối với bản thân nàng ta, tên này cũng không hề đề phòng. Nếu ngươi nói hắn ngốc, thì ngươi đã sai hoàn toàn, tên này thông minh hơn bất kỳ ai, hắn sẽ chỉ ngốc ở trước mặt người mà hắn công nhận. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Diệp Chi Mệnh bất giác lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Diệp Huyên chợt nói, các người đều nói trên người ta có nguyên nhân tai ách, sẽ mang đến tai họa cho ta, nhưng ta cảm thấy, cũng giống như trong đạo kinh đã nói, mọi việc đều không có tuyệt đối. Mà phúc họa song hành mà. Diệp Chi Mệnh im lặng. Diệp Huyên bỗng dừng bước, trước mặt hai người họ đột nhiên xuất hiện một tòa thành, trên cổng thành có treo một biển hiệu lớn, bên trên viết ba chữ quỷ môn quan. Diệp Huyên nhíu mày, hiếu kỳ, quỷ môn quan. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đi vào quỷ môn quan này, chúng ta mới được xem là thật sự đến âm phủ. Diệp Huyên liếc nhìn cổng quỷ môn quan, ở đó có âm binh trấn giữ. Mà lúc đó, thi thoảng còn có âm hồn bay vào bên trong. Diệp Huyên hỏi, người của Dương Gian sau khi chết đều sẽ đến nơi này sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, từng như vậy, trước đây khi đại đạo âm Dương Luân Hồi vẫn còn, người Dương Gian chỉ cần ngã xuống, linh hồn sẽ bị bắt đưa đến âm phủ, sau đó âm phủ sẽ dùng công đức lúc bọn họ còn sống để bọn họ chuyển thế sống lại. Nhưng rất lâu về trước, các loại đại đạo sụp đổ,
trật tự hỗn loạn, vì vậy, người của Dương Gian bây giờ sau khi ngã xuống, chỉ cần thực lực đủ mạnh thì bọn họ có thể không cần đến âm phủ, mà âm phủ cũng không cách nào bước vào Dương Gian để dẫn hồn đi. Diệp Huyên im lặng, là ai phá những đạo đạo này? Diệp Chi Mệnh nhẹ giọng nói, không biết, ta chỉ biết là rất lâu trước đây, trong đất trời có các loại trật tự, nhưng bây giờ, rất nhiều thứ đều không thấy nữa. Dù sao, vùng vũ trụ này hiện tại trật tự rất hỗn loạn, một lời khó nói hết. Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn kéo Diệp Chi Mệnh chậm rãi bay đến quỷ môn quan, khi hai người tiến vào quỷ môn quan, hai âm binh kia không hề chặn bọn họ. Sau khi đi vào quỷ môn quan, bọn họ đi vào một con đường nhỏ lát đá xanh, con đường này dài biết bao nhiêu, kéo thẳng đến cuối tầm mắt. Trên con đường lát đá xanh này, một vài âm hồn phiêu đãng, nhưng âm hồn này hai mắt trống rỗng, trôi lơ đãng không mục đích. Diệp Chi Mệnh nhìn con đường đá xanh dưới chân, nhẹ giọng nói, đây chính là đường hoàng thuyền, cũng được gọi là con đường chỉ dẫn, những thứ này chính là cô hồn dã quỷ thực sự. Diệp Huyên nhìn những linh hồn lơ lửng kia, bọn chúng hình như cũng không có ý thức. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, bọn họ đã bị mê mang rồi. Bởi vì đã ở nơi này quá lâu rồi. Diệp Huyên không hiểu, vậy tại sao bọn họ không rời đi? Diệp Chi Mệnh đáp, bởi vì bọn họ chết bất thường, bọn họ không thể lên trời, cũng không thể đầu thai, càng không thể đến điện luân hồi của âm phủ, chỉ có thể du đãng trên đường hoàng tuyền thôi. Chỉ có chờ đợi Dương Thọ đến rồi mới có thể đến điện luân hồi báo danh. Thế nhưng, bây giờ điện luân hồi đã sụp đổ, nơi kia chỉ là thùng rỗng kêu to, mà những cô hồn dã quỷ không có thực lực hay bối cảnh gì đương nhiên cũng bị người ta lãng quên. Vì vậy, bọn họ bị nhốt ở đây cứ phiêu du như vậy rất lâu, cũng đã quên bản thân là ai rồi. Diệp Huyên im lặng. Diệp Chi Mệnh nói, đi thôi. Diệp Huyên chợt nói, chi bằng chúng ta đưa bọn họ đi được không? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên cười nói, xem như làm chuyện tốt đi. Diệp Chi Mệnh gật đầu. Diệp Huyên lấy kiếm trấn hồn ra, hắn trực tiếp hấp thu những cô hồn dã quỷ kia vào bên trong kiếm trấn hồn. Kiếm trấn hồn có thể hấp thụ linh hồn, nhưng cũng có thể nuôi hồn. Sau khi hấp thụ những cô hồn dã quỷ kia, đột nhiên Diệp Huyên lại nói, nếu nơi này cũng là đường hoàng tuyền. Vậy thì có lẽ cũng có sông Hoàng Tuyền chứ? Diệp Chi Mệnh gật đầu, trước kia sông Hoàng Tuyền nằm ở hai bên con đường Hoàng Tuyền này, khi âm phủ phát hiện bên trong sông Hoàng Tuyền có thể ngưng tụ được Thánh Thủy Hoàng Tuyền thì bọn họ lại mang sông Hoàng Tuyền đi. Sông Hoàng Tuyền bây giờ là thánh địa của âm phủ, đừng nói là người ngào, mà ngay cả âm phủ cũng không có bao nhiêu người có tư cách đến thánh địa sông Hoàng Tuyền này. Diệp Huyên gật đầu, không biết đang nghĩ gì. Diệp Chi Mệnh chợt nói, chúng ta sắp nhìn thấy hoa bỉ ngạn rồi. Diệp Huyên nói, Mạn Châu, xa hoa. Diệp Chi Mệnh gật đầu. Diệp Huyên phát hiện, bọn họ cứ đi, xung quanh lại xuất hiện rất nhiều gió lạnh rét xương, những cơn gió này thổi đến rất đau, không phải đau thể xác, mà là nỗi đau linh hồn, thể linh hồn giống như bị kim đâm loạn xạ vậy, nhưng cũng may, có kiếm trấn hồn trấn giữ linh hồn. Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh, cô không sao chứ? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, nơi này không làm hại được ta. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn biết, Diệp Chi Mệnh có thể cũng đã phục hồi chút thực lực, chỉ là không biết thực lực nàng ta đã đạt đến trình độ nào. Hai người đi rồi lại đi, đột nhiên Diệp Huyên cảm nhận được một vài luồng hơi thở tà ác, trong hơi thở tà ác này, còn có cả oán hận và thù địch vô tận. Những oán hận và hơi thở tà ác này đã có thể ảnh hưởng đến hắn. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, có chút kinh ngạc, hoa bỉ ngạn kia. Diệp Chi Mệnh đột nhiên dừng bước, nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, chúng ta bây giờ rút lui, vẫn còn kịp. Diệp Huyên hỏi, nguy hiểm. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, người biết là ta biết xem mệnh, nếu ngươi quan tâm đến chuyện này thì thật sự sẽ xảy ra chuyện không tốt, mà bây giờ chúng ta rút lui, thì vẫn kịp. Diệp Huyên im lặng một lúc, rồi cười nói, chúng ta đi xem trước đi. Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài, nàng ta không khuyên nhủ nữa, bởi vì nàng ta đã nhìn thấy đáp án từ trong ánh mắt Diệp Huyên. Hai người tiếp tục đi về phía trước, càng đi lên, hơi thở tà ác và oán hận kia lại càng mạnh,
ngay cả huyết mạch phong ma vĩnh viễn của Diệp Huyên cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được hơi thở tà ác và oán hận này. Rất nhanh sau đó, hai người đã dừng lại, trước mặt hai người không xa, cũng chính là điểm cuối đường Hoàng Tuyền, ở nơi đó có một đóa hoa đỏ rực, đỏ tuyệt đẹp, đỏ tựa như máu. Chỉ thấy hoa, không thấy lá. Diệp Chi Mệnh nhẹ giọng nói, hoa bỉ ngạn, nở 1.000 năm, rụng 1.000 năm, hoa và là vĩnh viễn không gặp được nhau, hoa là mạn châu, lá là sa hoa, lúc hoa nở không gặp lá, lúc lá rụng không gặp hoa, tình không có nhân quả, đã định sống chết. Diệp Huyên nhíu mày, hoa này có hồn, lá này cũng có hồn, tại sao bạn họ không thể gặp nhau? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên. Sau đó trầm giọng nói, bởi vì bọn họ bị người ta nhốt vào đây, hơn nữa đã bị hạ lời nguyền và cấm thuật về cùng kinh khủng. Nói rồi, nàng ta chợt dừng lại, rồi nói, rất lâu trước đây, Mạn Châu Sa Hoa lại được gọi là hoa dẫn đường, phàm là người muốn đầu thai đến nơi này ngửi được hương hoa thì sẽ nhớ lại chuyện kiếp trước. Khi linh hồn vượt qua nơi này, thì sẽ quên mất những chuyện khi còn sống, những chuyện trước đây đều giữ lại ở bờ bên kia. Người đã khuất bước theo chỉ dẫn của hoa đến đại điện luân hồi, vì vậy, được gọi là hoa bỉ ngạn. Mà về sau, hoa và lá này tu đạo thành công, có linh hồn, hai cô gái này mến mộ đối phương, vì vậy bọn họ gặp gỡ, nhưng, nghe nói một vị toàn năng bởi vì ghen ghét đã thi triển lời nguyền và cấm thuật vô cùng kinh khủng, để bọn họ vĩnh viễn cùng không thể gặp nhau. Mạn Châu và Sa Hoa cũng không hề vĩnh sinh, bọn họ cũng sẽ chết đi, nhưng khi bọn họ ngã xuống đi đến nơi này, sẽ nghe thấy hương thơm trước đó, sau đó lại nhớ đến kiếp trước, vì vậy bọn họ đã thể sẽ không chia xa, nhưng bọn họ lại lần nữa bước vào lời nguyền luân hồi, cứ tuần hoàn như vậy. Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyên đột nhiên bừng lên ngọn lửa không tên, cái gì mà toàn năng siêu cấp? Gì mà thiếu đức đến vậy chứ? Nghe thấy lời của Diệp Huyên, vẻ mặt Diệp Chi Mệnh thay đổi hẳn, đối phương đã phá đạo, ngươi đừng có nói bậy, cẩn thận rước họa vào thân. Diệp Huyên trầm giọng nói, đây chính là thiếu đức mà. Người ta yêu thương lẫn nhau thì liên quan gì đến cái đồ vô dụng toàn năng kia chứ? Ghen tị lại đi nguyền rủa người ta, hành động như vậy. Nói đến đây, hắn lại lắc đầu, ta xem thường. Ngay lúc này, quanh người Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện những sợi tơ đỏ. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Chi Mệnh lại có chút khó coi, đối phương biết là ngươi rồi. Nói rồi. Nàng ta nhìn thẳng Diệp Huyên, tức giận nói, cái tên ngốc nhà ngươi, không rước họa không được sao. Diệp Huyên nhìn quanh người mình, khẽ nói, mắng một câu mà đã biết rồi, nói này, nếu ta nói Thanh Nhi, nàng ấy có thể cảm nhận ta không? Thanh Nhi, không thể không nói, hắn có hơi nhớ đến Thanh Nhi rồi. Diệp Chi Mệnh đột nhiên tức giận nói, Thanh cái đầu quỷ nhà ngươi. Ngươi biết nơi này tại sao ngay cả âm phủ cũng không dám đặt chân vào không? Bởi vì âm phủ cũng sợ vị toàn năng kia, vì vậy, bọn họ không dám tiến vào nơi này, bị dính phải nhân quả ở nơi này chính là tội. Còn nữa, ngươi thật sự cho rằng mục sinh ở bên ngoài không thể đến âm phủ? Không, nàng ta có năng lực đến, cũng có năng lực giải trừ lời nguyền và cấm thuật trên hoa bỉ ngạn, nhưng, nàng ta không dám đến. Bởi vì nàng ta làm như vậy đồng nghĩa đắc tội với vị toàn năng kia. Ngay cả mục sinh ngươi cũng không đánh lại, ngươi dựa vào đâu mà lo chuyện bao đồng này? Dựa vào cô gái váy trắng sao? Ngươi cho rằng Thanh Nhi nhà ngươi? Nói đến đây, nàng ta chợt ngừng lại. Mẹ nó, Thanh Nhi này hình như không sợ vị toàn năng kia. Trong sân, sau khi Diệp Chi Mệnh im lặng, bất chợt khoảng sân cũng chìm vào yên tĩnh. Thanh Nhi. Cô gái này đã kết thúc cuộc đối thoại. Diệp Chi Mệnh chưa từng nhìn thấy cô gái váy trắng, nhưng nàng ta biết cô gái đó mạnh thế nào. Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài, không nói gì thêm. Đột nhiên Diệp Huyên lại nói, Chi Mệnh, thật ra chính ngươi cũng muốn quản, đúng không? Diệp Chi Mệnh trừng mắt nhìn Diệp Huyên, ta không muốn quản. Diệp Huyên trầm mặc, vẻ mặt Diệp Chi Mệnh phức tạp. Chuyện bất công trong thiên hạ nhiều như vậy, ngươi quản được hết sao? Diệp Huyên nhìn hoa bỉ ngạn, nhẹ giọng nói, chuyện bất công trong thiên hạ nhiều như vậy, chúng ta đương nhiên không quản được, nhưng nếu đã gặp được thì cứ gánh vác đi. Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài, vẻ mặt lại càng phức tạp. Diệp Huyên đi đến trước gốc hoa bỉ ngạn kia, lúc này,
Hoa Bỉ Ngạn dần dần chuyển động, rất nhanh sau đó, lệ khí và tà khí vô biên vô tận từ bên trong hoa tuôn trào ra. Diệp Huyên chợt nói, Mạn Châu, nếu ngươi có linh thì hiện thân đi. Im lặng thoáng chốc, Mạn Châu kia đột nhiên run rẩy dữ dội, tiếp đó, một cô gái váy đỏ đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh. Mạn Châu. Mạn Châu nhìn Diệp Huyên, hai mắt nàng ta đỏ tươi, không hề có chút tình cảm. Diệp Huyên nói, Mạn Châu cô nương, ta chỉ hỏi một vấn đề thôi, ban đầu vị cao thủ kia phong ấn các cô, lý do thực sự chỉ là vị đố kỵ sao? Mạn Châu nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nói, ta có thể cứu các cô. Vẻ mặt Mạn Châu dần nhẹ nhàng hơn, nàng ta trầm mặc một lúc rồi nói, vị công tử này, ngươi đi đi. Diệp Huyên nhíu mày, có phần không hiểu tại sao. Chẳng lẽ các cô không muốn tự do sao? Mạn Châu liếc nhìn Diệp Huyên, lời trước đó của công tử, ta đều đã nghe thấy. Tấm lòng công tử lương thiện, ta xin nhận lấy, nhưng lời nguyền trên người chúng ta không phải thứ công tử có thể địch nổi, công tử chớ hiểu lầm. Lúc này, Diệp Chi Mệnh bên cạnh chợt nói, cho dù là lo chuyện bao đồng thì cũng phải tự lượng thực của mình. Diệp Huyên im lặng. Không cứu. Thấy chuyện như vậy lại để mặc, trong lòng hắn tức giận, cảm thấy không thoải mái. Cứu. Cứu hai cô gái này, thì sẽ đắc tội vị toàn năng kia, mà còn có thể sẽ liên lụy đến người bên cạnh mình. Diệp Huyên gần như không hề do dự, hắn nhìn Mạn Châu cô nương, ta hỏi một lần cuối, ban đầu vị toàn năng kia tại sao lại phong ấn các cô? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì đố kỵ, nhưng theo ta thấy, một cao thủ siêu cấp, lòng dạ hẳn sẽ không hẹp hòi như vậy. Thấy vậy, Diệp Chi Mệnh bên cạnh lại thấp giọng thở dài. Mạn Châu nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, nhiều lúc, người càng mạnh thì lòng dạ càng nhỏ, bởi vì bọn họ không chấp nhận người khác mạo phạm đến mình. Diệp Huyên nhíu mày, các cô đã mạo phạm đối phương. Mạn Chi cười lạnh, nàng ta không nói gì, mà khẽ nâng tay phải. Đột nhiên một quầng sáng đỏ xuất hiện trước mặt ba người họ. Cảnh tượng bên trong quầng sáng chính là đường Hoàng Tuyền. Cuối đường Hoàng Tường, có một đóa hoa đỏ kiêu ngạo đứng thẳng. Chính là hoa Bỉ Ngạn. Thế nhưng, hoa Bỉ Ngạn trong quầng sáng đó có lá, lá xanh xuất hiện càng khiến hoa Bỉ Ngạn thêm xinh đẹp. Hoa lá ôm lấy trông rất đẹp. Ngay lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trên đường Hoàng Tuyền. Cô gái mặc váy dài màu đen, tóc đen như mực buông xõa, trong tay nàng ta đang cầm quạt giấy màu đen, trên quạt giấy có một bức vẽ sơn thủy thần bí, mà trên vai nàng ta lại có một con thú nhỏ tựa như rồng lại tựa như phượng. Ánh mắt cô gái bỗng chốc dừng trên người hoa Bỉ Ngạn, nàng ta quan sát hoa Bỉ Ngạn, khẽ nhếch miệng, một đóa hoa mà cũng nói đến yêu đương, thật nực cười. Nói rồi, nàng ta đột nhiên điểm ngón tay. Một loại bùa chú kỳ dị tiến thẳng vào trong hoa Bỉ Ngạn. Thoáng chốc, bên trong hoa Bỉ Ngạn kia vang lên hai tiếng kêu thảm thương, sau đó nhanh chóng khô héo. Lúc này, cô gái đột nhiên lắc đầu khẽ cười, cứ vậy mà tiêu diệt, thì không thú vị. Chẳng phải các người muốn nói chuyện yêu đương sao? Ta sẽ để các người yêu đương. Nói rồi, nàng ta khẽ đưa tay, chớp mắt. Hoa Bỉ Ngạn kia đã bắt đầu xuất hiện sự sống. Cô gái nhếch miệng, ta nguyền rủa các ngươi, hoa nở vạn năm, tàn vạn năm, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau, đời đời kiếp kiếp luân hồi vô tận. Nói xong, nàng ta đã đi về phía xa, mà khi nàng ta đi ra đường Hoàng Tuyền, đột nhiên nàng ta ngừng lại sau đó quay người. Lúc này, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, bởi vì hắn phát hiện cô gái đó tựa như đang nhìn hắn vậy. Sao có thể chứ? Cô gái cứ nhìn phía trước như vậy, cười nói, lời nguyền do ta hạ này, ngươi cứ giải thử xem. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Hình ảnh ngừng lại. Ở bên cạnh, Diệp Huyên trầm mặc, hắn biết, câu nói cuối cùng kia của cô gái là nói với hắn. Chỉ là như vậy cũng quá kỳ lạ. Đối phương lại có thể đoán trước tương lai. Nghịch thiên đến vậy. Lúc này, Mạn Châu kia chợt nói, công tử. Ngươi thấy chúng ta đã mạo phạm nàng ta sao? Diệp Huyên lắc đầu, không có. Nói rồi hắn lại thấp giọng thở dài. Tùy hứng. Lúc này, đột nhiên hắn nghĩ đến một câu mà Mộ Niệm Niệm đã từng nói,
người càng mạnh thì có thể càng tùy hứng, mà những cao thủ siêu cấp tùy hứng này, đối với người khác mà nói có thể chính là tai họa. Giống như hắn lúc này, Diệp Huyên hắn tùy hứng, đã khiến cả vũ trụ ngũ duy có thể gặp phải tai ương. Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh khẽ nói, biết vừa nãy cô gái kia cầm trong tay là quạt gì không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, đó gọi là quạt thần hợp, một thứ thần vật siêu cấp trong truyền thuyết, có thể nói thế này với ngươi, nàng ta khẽ quạt một cái cũng có thể hủy diệt cả một thế giới. Diệp Huyên nhíu mày, đến mức đó sao? Diệp Chi Mệnh lại nói, ngươi biết con thú nhỏ trên vai nàng ta không? Diệp Huyên gật đầu, nhìn thấy rồi. Diệp Chi Mệnh nói, đó là thú tổ, được xưng là yêu thú đứng đầu trong vũ trụ. Về sức chiến đấu, thì không rõ. Cho dù là cái quạt kia, hay là con thú nhỏ kia cũng đều là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là cô gái đó, vừa nãy nàng ta đã nhìn ngươi, như vậy có nghĩa gì? Ý là nàng ta có thể phá đạo, không ở trong đạo, mà nàng ta có thể cảm nhận được chuyện tương lai, như vậy ta chỉ có thể nói với ngươi, loại người này, khắp thế gian có rất rất ít. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó nói, Chi Mệnh, ngươi có cách phá hủy lời nguyền, đúng không? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, ngươi chắc chắn phải giúp sao? Diệp Huyên gật đầu, thật ra, ngươi cũng muốn giúp bọn họ, đúng không? Diệp Chi Mệnh im lặng một lúc, rồi nói, chuyện cô gái kia làm, quả thực có phần vô nhân đạo. Thật ra, mới đầu nàng ta cũng không muốn quan tâm chuyện này, bởi vì nàng ta không biết chân tướng sự việc rõ ràng, sau khi biết rõ, thì nàng ta cũng muốn giúp rồi. Bởi vì nàng ta cũng không quen với hành vi của cô gái kia. Chỉ tùy hứng mà khiến hai linh hồn bị nhốt không biết bao nhiêu kiếp, hành động như vậy, không phải là tàn nhẫn, mà là vô nhân đạo. Diệp Huyên cười nói, vậy chúng ta giúp bọn họ đi. Cô nói cho ta biết phá giải thế nào, để ta làm. Diệp Chi Mệnh lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ta sợ nàng ta báo thù. Diệp Huyên trầm giọng, ta biết Chi Mệnh cô nương không sợ. Nhưng, chuyện này cứ để ta gánh đi. Dù sao, trên người ta còn có cả nguyên nhân tai ách, ta còn sợ cái gì nữa. Diệp Chi Mệnh đi đến trước mặt Mạn Châu, nàng ta nghiêm túc đánh giá Mạn Châu, sau đó trầm giọng nói, lời nguyền không hề đơn giản, thuật nguyền rủa của đối phương đã can thiệp trực tiếp vào quỹ đạo vận mệnh ngươi rồi, can thiệp vô cùng thô bạo. Mạn Châu nhìn hai người, sau đó nói, các người thật sự không cần thiết. Diệp Chi Mệnh đột nhiên chỉ vào Diệp Huyên, người biết hắn là ai không? Mạn Châu nhìn Diệp Huyên, vị công tử này là... Diệp Chi Mệnh lạnh giọng nói, hắn chính là kẻ mạnh đời thứ hai trong truyền thuyết. Diệp Huyên. Mạn Châu chớp mắt, chuyện này. Diệp Chi Mệnh bỗng nhìn Diệp Huyên, dùng kiếm vực của ngươi bao phủ lấy Mạn Châu cô nương. Diệp Huyên gật đầu, hắn đi đến trước mặt Mạn Châu. Sau đó dùng kiếm vực bao phủ lấy Mạn Châu. Diệp Chi Mệnh ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay nàng ta bấm niệm thần chú, lát nữa ta sẽ dẫn thuật nguyền kia ra, sau đó ngươi dùng kiếm vực chấn áp, rồi dùng kiếm chém vỡ. Diệp Huyên nhíu mày, cưỡng ép sao? Diệp Chi Mệnh lạnh giọng nói, ngươi còn có cách nào khác sao? Diệp Huyên cười nhạt, Chi Mệnh, cô bắt đầu đi. Diệp Chi Mệnh chậm rãi nhắm hai mắt, rất nhanh sau đó, miệng nàng ta bắt đầu lẩm nhẩm khẩu quyết, không lâu sau, cơ thể Mạn Châu bắt đầu run rẩy. Qua một lúc, một luồng phù chú màu đỏ đột nhiên từ trong cơ thể Mạn Châu bay ra. Thấy vậy, Diệp Huyên liền bổ kiếm ra. Một kiếm này trực tiếp chém vào phù chú màu đỏ đó, thế nhưng, Diệp Huyên lập tức phải lùi lại, đồng thời, phù chú màu đỏ kia lại quay về trong cơ thể Mạn Châu. Thấy vậy, Diệp Huyên nhíu chặt mày, hắn nhìn Diệp Chi Mệnh bên cạnh, Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, kiếm của ngươi vẫn không đủ chém nát thuật nguyền rủa này. Diệp Huyên trầm giọng, vậy làm sao? Diệp Chi Mệnh im lặng. Mạn Châu ở bên cạnh chợt nói, hai vị, như vậy đi. Diệp Huyên nhìn Mạn Châu khẽ cười, tâm ý của hai vị, ta và Sa Hoa đã nhận rồi. Có thể, đây chính là mệnh của ta và Sa Hoa. Chúng ta đã từng cảm thấy bất công, nhưng, hiện tại chúng ta cũng đã khuất phục trước số mệnh rồi. Đột nhiên Diệp Huyên quay đầu nhìn Diệp Chi Mệnh, ta có thể hấp thụ thuật nguyền rủa đó vào trong có thể không?
Diệp Chi Mệnh nhíu mày, ngươi không đùa chứ? Diệp Huyên trầm giọng, ta đã có nguyên nhân tai ách, ta thấy có thêm một thuật nguyền rủa có thể sẽ lấy độc trị độc, tiêu diệt nguyên nhân tai ách. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nhạt, có được không? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi chắc chắn muốn làm như vậy sao? Diệp Huyên gật đầu, nếu có thể, thì cứ làm vậy đi. Mạn Châu chợt nói, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyên cười nói, Mạn Châu cô nương, thực không giấu gì, ta và Mục Sinh ở bên ngoài đã có giao dịch nhỏ với nhau, ta đồng ý nàng ta sẽ cứu các cô ra rồi. Mục Sinh. Mạn Châu lắc đầu, Diệp công tử, ngươi đã hết sức rồi, không cần thiết phải làm vậy. Diệp Huyên nghiêm túc nói, Mạn Châu cô nương, ta làm như vậy, thứ nhất thực sự là không chấp nhận nổi hành động của cô gái kia, thứ hai cũng là vì bản thân ta. Diệp Chi Mệnh chợt hỏi, ngươi và Mục Sinh đã làm giao dịch gì? Diệp Huyên cười nói, một giao dịch nhỏ thôi. Chi Mệnh, bắt đầu đi. Lần này, ta sẽ trực tiếp hấp thụ nó. Diệp Chi Mệnh trầm giọng, ngươi chắc chắn. Diệp Huyên gật đầu, ta chắc chắn. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên sâu xa, hy vọng thật sự có thể lấy độc trị độc. Nói xong, nàng ta bắt đầu niệm chú, rất nhanh sau đó. Phù chú màu đỏ lại xuất hiện ra ngoài, mà Diệp Huyên lập tức hấp thụ lấy. Phù chú đỏ đó vừa tiến vào bên trong cơ thể Diệp Huyên, máu huyết toàn thân Diệp Huyên chốc lát đã sôi sục. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, chuyện gì vậy? Diệp Chi Mệnh quan sát Diệp Huyên, khẽ nói ta hiểu rồi. Thuật nguyền rủa kia là nguyền rủa dựa theo máu huyết, mà thuật nguyền rủa này không phải thứ bình thường. Nó nhắm vào không phải chỉ có huyết mạch của ngươi, chết tiệt, đối phương chắc không phải đến cha ngươi cũng muốn nguyền rủa chứ. Diệp Huyên. Trong vùng tinh không xa xôi, một người đàn ông kiếm tu mặc áo xanh đột nhiên dừng lại, ông ta quay đầu, khẽ nhíu mày, ai muốn chơi ta? Theo bên cạnh người đàn ông áo xanh còn có một cô gái và một cô bé. Cô gái mặc áo trắng, tóc đuôi ngựa, trong tay cầm một thanh thương. Giữa hai chân mày mang một khí khái anh hùng, tư thế oai hùng hiên ngang. Cô bé lại ăn mặc có chút sặc sỡ, phía trên là áo ngắn tay màu trắng, ở giữa áo là hình giống như một yêu thú nhỏ, yêu thú thoạt nhìn vô hại với cả người lẫn vật, rất đáng yêu. Mà phía dưới thân nàng ta lại mặc một chiếc quần bó sát, có hai lỗ rách nhỏ ở chỗ đầu gối, hai lỗ rách này trông hơi quái dị. Mà dưới chân cô bé đi một đôi giày trắng tinh, tuy là đôi giày bình thường. Nhưng là cô bé mang ngược rồi. Giày trắng mang ngược, rất cá tính. Ở trên vai cô bé còn có một nhóc lông lá màu trắng nằm sấp trên đó, trên đầu nhóc kia đội một thứ kỳ quái không biết tên, nàng ta đang lắc lư theo nhịp. Khi nghe thấy lời người đàn ông áo xanh nói, cô gái nhìn về phía đối phương, nhíu mày, xảy ra chuyện rồi. Người đàn ông áo xanh gật đầu, nhìn những sợi màu đỏ không thể lại gần y kia. Nhẹ giọng nói, đây là thuật nguyền rủa. Ta đã rời khỏi phía dưới lâu như vậy rồi, ai không có việc gì đến gây sự với ta? Ăn no rừng mỡ rồi sao? Nói xong, người đàn ông ngẩng đầu nhìn đi. Một ánh mắt nhìn đi, hàng ngàn tinh vực. Bên trong đám mây nào đó, trước một cung điện to lớn, một cô gái đột nhiên ngẩng đầu, nàng ta híp mắt lại, lập tức đứng lên, nói bằng giọng lạnh lùng, là tên cặn bã nào ăn gan chó. Dám nhìn trộm bổn công chúa, không sợ vạn kiếp bất phục sao? Nàng ta không phát hiện ra là ai đang nhìn trộm, nhưng nàng ta có thể cảm nhận được, có người đang nhìn trộm mình. Trong trời sao, người đàn ông áo xanh sau khi nghe thấy lời cô gái, nhíu mày, bệnh à? Có biết nói tiếng người không? Vừa dứt lời, người đàn ông rút kiếm vung lên. Suy! Một luồng kiếm quang đột nhiên xuyên qua trời sao. Thẳng đến phía trên cung điện kia, giờ phút này, cô gái thay đổi sắc mặt rồi. Không chỉ cô gái, vô số cao thủ xung quanh cung điện sắc mặt cũng thay đổi rõ rệt. Có người xâm nhập vào đạo đình. Lúc này, cô gái mở tay phải ra, quạt thần trong tay nàng ta đột nhiên phóng lên cao, một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa thổi quét ra từ trong quạt thần hợp, nhưng là, còn chưa tới gần kiếm khí kia, lực lượng và thần khí siêu cấp kia đã biến mất không chút tung tích. Cô gái nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Lúc này, một ông lão râu bạc đột nhiên xuất hiện trước mặt cô gái,
Ông lão râu bạc nhìn kiếm khí đang chém xuống kia, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, ông ta mở lòng bàn tay ra, nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó ấn mạnh lên phía trên, ngự đạo vạn thiên, thân hóa thiên địa. Trong phút chốc, khoảng không gian trước mặt ông ta lập tức trở nên hư ảo, vô số lực lượng thần bí tựa như nước sông chảy về trước mặt ông ta. Mà lúc này, luồng kiếm quang kia chém xuống. Suy! Kiếm quang vô cùng dễ dàng xé rách những lực lượng thần bí kia, kiếm chém thẳng tắp xuống, trực tiếp xuyên thủng giữa hai chân mày ông lão râu bạc. Máu tươi bắn tung tóe. Ông lão râu bạc đờ đẫn nhìn thấy phía chân trời, sao? Sao có thể? Phía sau ông lão râu bạc, khuôn mặt của cô gái kia cũng đầy vẻ kinh hoàng, thầy. Nàng không thể nào ngờ, thầy của mình thế mà bị một kiếm giết trong chớp mắt. Một kiếm giết trong chớp mắt. Lúc này cô gái trong đầu trống rỗng. Trong trời sao, người đàn ông áo xanh đang định xuất kiếm lần nữa, đúng lúc này, người đó đột nhiên quay đầu nhìn lại, dường như nhìn đến cái gì mà nhẹ giọng nói, đi thôi. Cô gái cầm thương trầm giọng nói, cảm ứng được rồi sao? Người đàn ông áo xanh gật đầu. Rất nhanh, đoàn người đi về phía sâu trong trời sao. Trong trời sao, cô gái cầm thương trầm giọng nói, nàng đã đi rồi. Nàng ở đây đương nhiên là chỉ cô gái váy trắng. Người đàn ông áo xanh cười nói, lúc trước ta từng nói với nàng, nuôi thả, nàng không nghe, nhất quyết đi theo một thời gian. Nhưng chính đoạn thời gian này làm cho hắn sản sinh rất nhiều tính ỷ lại. Hây, cô gái này đã quyết định chuyện gì thì hoàn toàn không nghe người khác, người nói ta cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này mà đánh nhau với nàng đúng không? Cô gái nhìn thoáng qua người đàn ông áo xanh, ta cảm thấy nàng làm không hề sai, ngươi và hắn không giống nhau, ngươi không thể năm đó bị phụ thân ngươi nuôi thả, ngươi liền muốn nuôi thả hắn, ngươi cả một đời long đong, nhưng phần lớn đều là do tính cách của chính ngươi. Còn cuộc đời của hắn long đong, phần nhiều chính là do những người như chúng ta gây ra cho hắn. Người đàn ông áo xanh bĩu môi, lão tử năm đó thảm như vậy, dựa vào cái gì để cho hắn trải qua thoải mái? Cô gái trợn mắt với người đàn ông áo xanh, thôi. Nuôi thả thì nuôi thả vậy. Lại nói, ngươi không nghĩ ngươi nên gặp hắn một lần sao? Người đàn ông áo xanh cười nói, về sau sẽ có nhiều cơ hội. Cô gái lắc đầu thở dài, dường như nghĩ đến cái gì, nàng ta lại nói, không giết cô gái vừa rồi sao? Người đàn ông áo xanh nhìn về phía sâu trong trời sao, nhẹ giọng nói, việc chính quan trọng hơn. Còn nữa, Tĩnh Nhi, ta bình thường không giết người. Cô gái gật đầu, ta biết, người bình thường giết không phải là người. Người đàn ông áo xanh. Lúc này, cô bé ở bên cạnh đột nhiên nói ca. Khi nào thì chúng ta đến quê của Liêm Sương tỷ chơi? Người đàn ông áo xanh đang muốn nói, cô gái liếc nhìn cô bé lập tức sợ, hơi hơi cúi đầu ta. Ta không muốn chơi, ta chỉ là hỏi một chút. Chỉ chốc lát, đám người đàn ông áo xanh biến mất ở cuối bầu trời sao. Chấm chấm chấm. Đạo đình. Trước cung điện, một ông lão mặc áo đạo sĩ xuất hiện ở trước mặt cô gái, ông ta nhìn thi thể của ông lão râu bạc. Nhẹ giọng nói thật là một kiếm khí mạnh mẽ. Cô gái nhìn về phía ông lão mặc áo đạo sĩ, lão thần quân, người có phát hiện ra đối phương không? Thần quân lắc đầu, không hề phát hiện, có lẽ đối phương cách chúng ta hơi xa. Cô gái gằn giọng nói, mặc kệ hắn ta là ai vậy, giết hắn ta. Thần quân thu dọn thi thể của ông lão râu bạc kia, sau đó nhìn về phía sâu trong trời sao, nhẹ giọng nói, đạo tổ bế quan. Yêu ma quỷ quái gì cũng dám xuất hiện. Lục công chúa, người đợi ở chỗ này, đợi đạo tổ hết bế quan đi ra, ta đi tìm gặp người này. Nói xong, ông trực tiếp biến mất tại chỗ. Tại chỗ, cô gái trầm lặng một lúc, sau đó nàng ta xoay người trở về tẩm cung của mình, mà lúc này, dường như nàng ta nghĩ đến điều gì, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, con kiến người phàm nhỏ bé, dám phá thuật nguyền rủa của ta. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Âm phủ. Trên cầu Nại Hà, Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Huyên cảm nhận cơ thể một chút, sau đó nói, cảm giác rất bình thường. Diệp Chi Mệnh trầm lặng. Diệp Huyên trầm giọng nói, Chi Mệnh,
thuật nguyền rủa kia có ảnh hưởng gì với ta không? Diệp Chi Mệnh nói, có thể có, nhưng khẳng định sẽ không ảnh hưởng quá lớn, bởi vì thuật nguyền rủa kia là huyết chú, mà huyết mạch của ngươi rất khủng bố. Cho nên, theo ta đoán, huyết chú kia có lẽ sẽ không có tác dụng gì với ngươi. Diệp Huyên gật đầu, hắn cũng phát hiện, huyết chú kia căn bản không có ảnh hưởng gì với hắn. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới cũng chỉ có máu này biến thái nhất. Đúng lúc này, cơ thể của Mạn Châu đột nhiên rung lên, rất nhanh, lại có một cô gái xuất hiện bên cạnh nàng ta. Cô gái mặc một chiếc váy dài màu xanh biếc, vẻ ngoài trông hơi giống với Mạn Châu. Diệp Huyên biết, cô gái này hẳn là Sa Hoa. Sau khi Sa Hoa xuất hiện, hai cô gái lập tức ôm lấy nhau. Hai cô gái cứ ôm nhau như vậy, rất lâu không nói gì. Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh nhìn nhau, trong lòng có chút cảm khái. Một sự tùy hứng của một cao thủ siêu cấp khiến cho hai cô gái này phải chịu dày vò không biết bao nhiêu thế kỷ. Lúc này, Mạn Châu và Sa Hoa bỗng nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh, hai cô gái từ từ quỳ xuống trước Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh. Diệp Huyên vội vàng đỡ hai cô gái dậy, Diệp Huyên cười nói, Mạn Châu cô nương, không cần hành đại lễ như vậy. Mạn Châu nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt phức tạp, công tử, ngươi vì cứu chúng ta. Diệp Huyên cười nói, lúc trước ta đã nói rồi, ta giúp các ngươi ngoài việc không thích cách hành xử của cô gái kia, còn một nguyên nhân đó là ta đã đáp ứng với Mục Sinh cô nương. Mạn Châu cung kính hành lễ, cho dù như thế nào, đại ân của công tử, ta và Sa Hoa suốt đời không quên. Diệp Huyên cười nói, đi nhanh đi, tìm một chỗ, sau đó sống một đời thật tốt, ngày sau nếu có duyên, chúng ta lại gặp lại. Mạn Châu và Sa Hoa nhìn nhau, ngay sau đó, hai người đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên còn đang nghi hoặc, hai nàng trực tiếp hôn lên hai bên má của hắn. Diệp Huyên sửng sốt. Diệp Chi Mệnh nhìn cảnh trước mặt, không biết suy nghĩ điều gì. Rất nhanh, hai cô gái rời đi. Mà Diệp Huyên lại có chút ngơ ngác, hắn nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh nhẹ giọng nói, đó là nụ hôn bỉ ngạn, cũng được gọi là nụ hôn chúc phúc, đó là lời chúc phúc của bọn họ với ngươi. Diệp Huyên chớp chớp mắt, vận khí của ta sẽ tốt hơn. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết, nụ hôn bỉ ngạn cũng là nụ hôn chúc phúc, rốt cuộc có tác dụng hay không thì không biết được. Nhưng mà, ta cảm thấy bọn họ hôn ngươi, có thể chỉ đơn thuần có thiện cảm với ngươi. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao nói như vậy? Diệp Chi Mệnh lạnh nhạt nói, bọn họ vì sao không hôn ta? Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi và Mục Sinh đã giao dịch gì với nhau? Diệp Huyên cười nói, một giao dịch nho nhỏ. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, bất kể ngươi đã giao dịch gì với nàng ta, ngươi đều bị thiệt rồi. Bởi vì, ngươi đã đắc tội với một nhân vật lớn siêu cấp, ác nhân này về sau sẽ mang đến không ít ác quả cho ngươi. Diệp Huyên cười nói, thực ra, cho dù không làm giao dịch với nàng ta, ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ, mà ta tin rằng, ngươi cũng vậy. Diệp Chi Mệnh nói bằng giọng lạnh lùng, ta sẽ không. Diệp Huyên cười nói, Chi Mệnh, nếu như ngươi không như vậy, thì lúc trước đã không chủ động dùng pháp dẫn huyết chú kia ra ngoài. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, dù sao đắc tội vị đại lão kia chính là ngươi, ta sợ cái gì? Diệp Huyên cười ha ha, đắc tội thì đắc tội thôi. Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, hai người tiếp tục đi. Lần này, mục đích bọn họ tới đây là tìm kiếm đạo kinh. Sau khi hai người rời khỏi đường Hoàng Tuyền, bọn họ đi đến trước một dòng sông, sông kia dài và rộng vô tận, nước sông màu vàng máu, ở giữa sông, một số oan hồn ác quỷ mặt mũi dữ tợn và một vài trùng thú xấu xí đang trôi dạt. Cả dòng sông gió tanh đập vào mặt, tiếng bi thương chói tai. Diệp Huyên bị cảnh trước mặt làm cho kinh hãi. Đây là cái gì? Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh nhẹ giọng nói, sông Vong Xuyên. Ngươi có nhìn thấy cây cầu kia không? Diệp Huyên nhìn về phía xa xa, trên dòng sông có một cây cầu, cầu chia ba tầng. Diệp Chi Mệnh tiếp tục nói, lên cầu Nại Hà làm thế nào, thị phi không qua sông Vong Xuyên. Trước Tam Sinh Thạch không có đúng sai,
bên cạnh vọng hương đài gặp Mạnh Bà. Lúc trước, đạo thạch ở ngay cạnh sông Vong Xuyên, mà đạo thạch còn được gọi là Tam Sinh Thạch. Hiện tại, Tam Sinh Thạch đã không còn, Mạnh Bà hẳn là cũng không còn nữa. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, Tam Sinh từng ở ngay nơi này. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng vậy. Lúc trước nàng ta cũng bị nhốt ở đây, nhưng nàng ta cuối cũng vẫn là chạy trốn. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, chẳng trách nàng ta lại hận nơi này như thế. Nói xong, hắn nhìn về phía sông Vong Xuyên, trong sông Vong Xuyên thỉnh thoảng lại có tiếng oan hồn ác quỷ rít gào. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đây là... Diệp Chi Mệnh nói, cô hồn dã quỷ bị nhốt ở trong đó. Nói xong, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, đừng nghĩ đến cứu bọn họ. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh chỉ vào cầu Nại Hà kia, cầu Nại Hà chia ba tầng, hồn của người lương thiện đi cầu tầng trên, người nửa tốt nửa xấu đi tầng giữa, quỷ hồn của kẻ ác đi tầng thứ ba. Mà những người vô cùng độc ác không có tư cách đi cầu, bọn họ chỉ có thể bơi theo dòng sông này, nếu sông Vong Xuyên có thể tẩy sạch tội ác của bọn họ có thể bơi qua sông Vong Xuyên, tới bờ đối diện, tiến vào đại điện luân hồi tiến hành luân hồi, bắt đầu lại lần nữa. Nói xong, nàng ta nhìn thoáng qua những cô hồn ác quỷ bên trong sông Vong Xuyên, hiện tại ngươi có thể nhìn thấy bọn họ, có nghĩa là nghiệp chướng của bọn họ rất nặng nề, bọn họ không đáng được cứu. Diệp Huyên trầm giọng nói, như thế nào mới được xem là người tốt? Diệp Chi Mệnh cười nói, rất lâu trước, phải làm việc thiện tích đức mới có thể xem là người tốt, nhưng mà bây giờ, chỉ cần không làm việc ác thì đã tính là người tốt rồi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói như vậy, nghiêm khắc mà nói ta không được tính là người tốt. Diệp Chi Mệnh lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy sao? Diệp Huyên gượng cười, hắn nhìn về phía cầu Nại Hà, khẽ cười nói, Chi Mệnh, nói thật, ta rất tò mò về thế giới mà đại đạo cũng hoàn hảo trước đây. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, ngươi sẽ không thích đâu, bởi vì nếu ngươi sinh ở thế giới đó, các loại hành vi của ngươi đủ để khiến ngươi xuống 18 tầng địa ngục rồi. Hơn nữa, mặc dù thời đại kia đại đạo hoàn hảo, nhưng là, bảo vệ những quy tắc của đại đạo vẫn là người, mà nơi nào có người, khẳng định sẽ không có công bằng. Sau này vì sao lại có nhiều người nghịch thiên nghịch đạo như vậy? Chính là bởi vì có quá nhiều chuyện không công bằng. Đơn giản mà nói, đại đạo công bằng, nhưng những người bảo vệ nó lại không công bằng như nó, ngươi hiểu ý ta không? Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Diệp Chi Mệnh lại nói, có không công bằng, sẽ có người phản kháng, vì thế, vô số cao thủ vùng dậy, sau đó đều phá đạo. Dù sao cũng đã biến thành như bây giờ. Cả thế giới, cao thủ được tôn kính, nắm đấm lớn, có thể đổi trắng thay đen. Về phần thiện ác, người làm việc thiện không nhất định có thiện báo, người làm chuyện ác cũng không nhất định có ác báo, người lại, kẻ ác có thể sống càng thoải mái hơn. Về phần người tốt và người thành thật có chút giống như từ có nghĩa xấu ở thế giới này. Nói xong, nàng ta lắc đầu cười, nụ cười có chút châm chọc, giống như là thế đời thế gian, người khác chỉ quan tâm ngươi có tiền hay không, ai sẽ để ý ngươi có phải một người tốt không. Mà nếu ngươi có tiền có thực lực, cho dù làm việc ác, cũng có thể tạo cho mình vỏ bọc hào nhoáng. Thế giới này, chỉ cười nghèo không cười kỹ nữ. Diệp Huyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 114.